chương 3000, Lý Thiên Giao bí mật, siêu hồn một phen về sau, cổ phong trong mắt càng ngày càng rất nghi hoặc. Mấy người kia thân phận, cổ phong đã giải, cái kia thất tự tông ngoại môn đệ tử, tên là Lý Hữu Dư. Hắn thân phận, là Lý trưởng lão cái này Lý Thị Tộc Nhân, một lần này, hắn tiếp vào Lý Thiên Giao cấp cho nhiệm vụ, đi rất nhiều phường thị, tìm kiếm mấy tên y sư. Ở thần giới, luyện đan sư thưa thớt, nhưng y sư, đã có không ít, bởi vì y sư, không cần luyện đan, bọn họ chỉ cần hiểu được phối hợp một chút thảo dược đến chữa người chữa bệnh liền có thể nói như vậy người bình thường mua không nổi đan dược trọng thương mời không nổi luyện đan sư trị liệu liền sẽ tới tìm cấp bậc thấp y sư bất quá lý hữu sư chỉ là tiếp vào lý thiên giao nhiệm vụ đi tìm y sư lại muốn cực kỳ bí ẩn mang đến không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện đến cùng cần chữa bệnh chữa bệnh gì hắn cũng không biết cho lý trưởng lão trị liệu không có khả năng lý trưởng lão tu vi thân phận dù cho mình không thể chữa thương khỏi hẳn, cũng có thể đi mua sắm đan dược, thậm chí hắn có thể đi mời luyện đan sư hỗ trợ, làm sao cũng sẽ không đi tìm những cái này cấp bậc thấp y sư. Kia là ai bệnh, chẳng lẽ Lý Thiên Giao? Cổ phong trong lòng suy nghĩ, Lý Hữu Dư bên ngoài, còn lại ba người này, chính là Lý Hữu Dư tìm đến ba vị y sư. Ba người này, một người tên là Trần Lạc, một người tên là Tôn Nguyên, một người tên là Mã Vũ, trong đó Trần Lạc tu vi thần linh cảnh tam trọng, Tôn Nguyên cùng Mã Vũ, thần linh cảnh nhị trọng. Ba người này, bị Lý Hữu Dư bí mật tìm tới, lại cực kỳ bí ẩn đi tới thất tự tông, lại đổi lại thất tự tông đệ tử quần áo, lại đi bí ẩn nhất lộ tuyến. Đến bây giờ, việc này chỉ có cổ phong phát hiện, thất tự tông những người khác, căn bản không biết thất tự tông tiến nhập ba cái ngoại nhân. Việc này, quá mức cổ quái, cổ phong ánh mắt ở trên người mấy người đảo qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia trần lạc trên người. Trần lạc tu vi thần linh cảnh tam trọng, cùng cổ phong tu vi vừa lúc tương đương, tăng thêm cổ phong bản thân tinh thông đan đạo, thân làm luyện đan sư, so với phổ thông y sư đối với thảo dược dược tính biết mạnh hơn, cũng không sợ bại lộ. Như thế, cổ phong dự định đem giả mạo trần lạc, lẫn vào thiên nguyên phong, nhìn xem phải chăng có cơ hội, lấy tới tỉnh thần thảo. Đổi lại những người khác, vì để tránh cho bị ngoại nhân phát hiện, sợ rằng sẽ lập tức giết cái này trần lạc, bất qua cổ phong tu đế, đế giả, sát phạt quả đoán, nhưng phải giáo trình, không vì ma, không thể làm sát kẻ vô tội. Như thế, cổ phong không có giết trần lạc, mà là đem đối phương đánh ngất xỉu, về sau ném vào trong bụi cỏ, lại tại bốn phía bố trí một cái đơn giản ngăn cách trận pháp. Ngay sau đó, cổ phong dịch dung thành trần lạc dáng vẻ. Đón lấy, cổ phong tản ra tuế nguyệt ý cảnh. Tuế nguyệt ý cảnh vừa mở ra, mấy người không có chút nào phát giác chính là tiếp tục hướng về phía trước hành tẩu. Cổ phong tuế nguyệt ý cảnh, đã đạt tới linh dai, tăng thêm mấy người kia tu vi cao nhất cũng liền thần linh cảnh tứ trọng. Cổ phong vừa mới toàn lực phía dưới, đem mấy người nhục thân nguyên thần đều định trụ, cho nên bọn họ căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Cái kia cầm đầu Lý Hữu Dư mở miệng, đi nhanh một chút, phía trước đã đến. Cổ phong cũng không nói nhiều, theo ở phía sau, ở trong ba người, Trần Lạc Tu Vi cao nhất, y đạo trình độ cũng cao nhất, như thế, Tôn Nguyên cùng Mã Vũ đều theo cổ phong sau lưng đi. Rất nhanh, mọi người đi tới thiên nguyên phong phía bắc một cái thiên môn trước đó. Lý Hữu Dư cầm lệnh bài, mở ra thiên môn, mang theo mấy người, tiến nhập thiên nguyên phong, tiến nhập thiên nguyên phong, từng đợt nồng nặc thiên địa huyền khí, chính là tụ đến. Cổ phong trong mắt quang mang thiểm thước, trong lòng thầm nói, này thần phong thiên địa huyền khí, so với triệu trưởng lão hành chính phong không kém chút nào, không biết ngọn núi này phía dưới phải trăng chân áp yêu ma. Từ lão khổng tước nơi đó, cổ phong biết được, rất nhiều tông môn phía dưới, đều chân áp yêu ma. Thất tự tông phía dưới, chân áp là cái gì yêu ma, cổ phong còn không biết được, đối với cái này cũng là có chút hiếu kỳ. Coi như các người tiện nghi, Thiên Nguyên Thần Phong Thiên Địa Huyền Khí, sau ngoại giới nồng đậm gấp trăm lần không ngừng. Lý Hữu Dư tại phía trước, vẻ mặt kiêu ngạo mở miệng. Tôn Nguyên cùng Mã Vũ đều là vừa đi, một bên điên cuồng phun ra nuốt vào thiên địa huyền khí. Phía trước linh dược viên, các ngươi không thể tới gần nửa bước, bằng không chỉ có một con đường chết. Giờ phút này, Lý Hữu Dư mở miệng, Cổ Phong xem xét, phía trước quả nhiên là một mảnh linh dược viên. Mà bên trong cái linh dược viên này, đúng là chỉ trồng một loại thảo dược. Thảo dược này số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều, ước chừng chỉ có một vạn gốc tả hữu. Lấy toàn bộ thần phong phì nhiêu nhất thổ nhưỡng, chỉ bồi dưỡng một vạn gốc linh thảo, chỉ có thể nói rõ, loại này linh thảo cực kỳ không tầm thường. Tỉnh thần thảo, cổ phong ánh mắt sáng lên, đan các bên trong, mặc dù không có tỉnh thần thảo, nhưng lại có quan hệ với tỉnh thần thảo giới thiệu điển tịch, phía trước, cái kia linh dược viên bên trong, trồng trọt, bất ngờ chính là tỉnh thần thảo. Lại cổ phong quan sát được, dược viên kia bốn phía bố trí trọng trọng trận pháp, lấy cổ phong bây giờ tu vi, tất nhiên là không phá nổi. Như thế, nghĩ trộm lấy, cơ hồ là không thể nào. Cổ phong trong mắt mang theo suy tư, trộm lấy, cướp đoạt, đều là không khả năng, nhưng hôm nay không thể đến không, nhất định phải nghĩ đến biện pháp khác. Thiên Nguyên Phong, thiếu chủ động phủ, Lý Thiên Giao ăn mặc thiếp thân quần áo, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, trong đó lại là mang theo nổi giận ý tứ. Bên cạnh hắn, trên giường, nửa lộ ra một cái thân thể xinh đẹp mỹ nhân. Mỹ nhân này nhìn xem Lý Thiên Giao bóng lưng, trong mắt mang theo kinh ngạc, đồng thời đáy mắt mang theo thật sâu khinh bỉ. Nàng triệu tập mà đến, vốn cho rằng cùng cái này truyền thừa đệ tử người thứ nhất Xuân Phong nhất độ, là bực nào khoái hoạt, nhưng mà vừa mới, vẻn vẹn một hơi, liền kết thúc. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái này tu vi cường hoành hết sức, bên ngoài phong quang vô tuyến truyền thừa đệ tử người thứ nhất, thiên nguyên phong thiếu phong chủ, vậy mà phương diện kia, không được. Nhưng mà, nàng biết mình thân phận, người trước mắt, căn bản đắc tội không nổi. Lập tức, nữ tử này bọc lấy chân mền sau này phương ôm Lý Thiên Giao, kiều thanh kiều khí nói, đại nhân, ngài vừa mới thật là lợi hại a à. ngạch nàng lời nói ngư còn chưa nói xong, Lý Thiên Giao chính là quay người bóp lấy cổ, nhìn qua hắn cái kia đã mặt đỏ lên bàn, mở miệng, chết đi. Ngay sau đó, Lý Thiên Giao chặt đứt nữ tử cổ. Lại một trưởng vỡ nát nguyên thần, đã biết, liền không thể sống. Đây là hắn bí mật, cũng là hắn đời này lớn nhất xấu hổ, cho dù là Lý Nguyên Các, cũng chỉ cho rằng con của mình là bởi vì khắc khổ tu hành, cho nên không gần nữ sắc, hắn làm sao lại nghĩ đến, con trai mình tiên thiên dương nguyên thiếu thốn, là căn bản là không có cách cùng nữ tử làm mây mưa sự tình. Việc này, khốn nhiễu Lý Thiên Giao quá lâu, tất cả truyền thừa đệ tử, đối với ôn hiểu mộng, cũng là lòng sinh ái mộ, lại ai cũng biết, lấy được ôn hiểu mộng có một tòa thần phong, hắn như thế nào lại không động tâm. Nhưng hắn minh bạch, bản thân bệnh này không có chữa cho tốt trước đó, Căn bản là không có cách truy cầu ôn hiểu mộng, bằng không, một khi việc này truyền ra, hắn sẽ thành toàn bộ thất tự tông trò cười của tất cả mọi người. Hắn không dám tìm những cái kia đức cao vọng trọng luyện đan sư, sợ hãi việc này truyền ra, như thế chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi một chút y sư. Cũng đang lý thiên giao trầm tư thời điểm, bên ngoài thanh âm truyền đến. "Thiếu chủ, người mang đến, chương 3001, một gốc liền có thể." Lý Thiên giao đáy mắt hiện ra một vòng hy vọng tiện tay đem sau lưng nữ tử thi thể thu hồi, mở miệng, mang vào. Ngay sau đó, Lý Hữu Dư chính là mang theo cổ phong, tôn nguyên cùng mã vũ đi đến. Lý Hữu Dư lập tức mở miệng, thiếu chủ, ba vị này, cũng là rất nhiều trong phường thị, y thuật cực kỳ cao siêu y sư, thiếu chủ yên tâm, trên đường đi, không người phát hiện, tuyệt đối bí ẩn. Được, người ra ngoài đi, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần một bước. Lý Thiên Giao mở miệng, là, thiếu chủ lý hữu dư ngay sau đó đi ra ngoài lý hữu dư vừa đi lý thiên giao chính là lấy ra một cái trận bàn bấm tay một điểm lập tức toàn bộ động phủ liền bị trận pháp trực tiếp phong tỏa ở thần giới luyện trận sư đồng dạng thưa thớt loại người bình thường nghĩ bố trí trận pháp là không thể nào bất quá bọn hắn đều sẽ đi mua một chút thành phẩm trận bàn có trận bàn ở chỉ cần lấy thần lực thôi động liền có thể bày trận lúc này lý thiên giao chính là mượn nhờ trận bàn bày trận Cổ phong ánh mắt rơi vào Lý Thiên Giao trên người, trong lòng có ý nghĩ, xem ra, cái này bị bệnh là Lý Thiên Giao. Bái kiến đại nhân, cổ phong ba người, nhìn thấy Lý Thiên Giao, lập tức nhao nhao cúi đầu. Được, hôm nay tìm các người tới, là muốn cho các người giúp ta, giải quyết một vài vấn đề. Lý Thiên Giao mở miệng, việc này thực sự có chút khó có thể mở miệng, hắn ngay sau đó mịt mở nói, các người có biết trị liệu phương diện kia phương pháp? Không biết đại nhân nói chính là phương diện nào? Tôn Nguyên giờ phút này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đại nhân, việc này cụ thể giải thích, tiểu nhân nhất định toàn lực ứng phó. Một bên Mã Vũ cũng là mở miệng, Lý Thiên Giao sắc mặt khó coi, chẳng lẽ muốn hắn tự mình mở miệng nói bản thân không được. Cổ phong nhìn thấy Lý Thiên Giao trên mặt như thế khổ sở bộ dáng, lập tức đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, có suy đoán, lập tức nói chẳng lẽ đại nhân là mây mưa sự tình. Ngươi, nhưng có biện pháp, Lý Thiên Giao trực tiếp nhìn về phía cổ phong. Cổ phong trong lòng kinh ngạc, thật đúng là bị bản thân đoán chúng, khó trách việc này cần như thế bí ẩn tiến hành. Nguyên lai, like, cái này Lý Thiên Giao là cái kia mây mưa sự tình không được. Đối với hắn dạng này một cái thân phận cao quý người mà nói, đích xác việc này là của hắn xỉ nhục. Một bên tôn nguyên cùng mã vũ càng là kinh hãi. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, dạng này một cái thần linh cảnh cửu trọng cao thủ, vậy mà lại. Bọn họ biết rõ, đem Lý Thiên Giao trị liệu tốt, sẽ có hạng gì tạo hóa. Không đợi cổ phong mở miệng, Tôn Nguyên chính là mở miệng trước nói, đại nhân, ta có đơn thuốc, đối với loại này chứng bệnh, tiểu nhân có chọn vẹn 7 loại đơn thuốc. Đại nhân, tiểu nhân nơi này cũng có đơn thuốc, bao đại nhân sau khi uống, có thể lập tức sinh long hoạt hổ, nhất trụ kình thiên. Một bên mã vũ cũng là lập tức đánh cam đoan, cổ phong ngay sau đó cũng là mở miệng, ta chỗ này, cũng có một cái đơn thuốc. Nghe ba người mà nói, Lý Thiên giao sắc mặt như thường, bởi vì trước kia hắn cũng đi tìm y sư, bất quá một mực đều vô dụng, chỉ hy vọng hôm nay vận khí tốt, thực gặp được một cái trị được liệu bản thân. Lập tức, Lý Thiên Giao mở miệng, người trước đến. Lý Thiên Giao chỉ Tôn Nguyên, Tôn Nguyên nghe xong, lập tức hưng phấn một chút đầu, ngay sau đó hắn lấy ra mấy loại thảo dược. Cổ phong ánh mắt quét qua, chính là rõ, cái này mấy loại thảo dược, toàn bộ đều là cương mãnh thực dương thảo dược, loại người bình thường, nếu như ăn vào, chỉ sợ đều muốn bạo thể mà chết, đây cũng là phía dưới hung ác đơn thuốc. Rất nhanh, Tôn Nguyên đem những cái này thảo dược, đặt ở một cái trong thùng, lấy dược đập nát hỗn hợp. Bởi vì không phải luyện đan sư, không cách nào luyện chế, đem thảo dược đập nát hỗn hợp là phương pháp đơn giản nhất, thật sự, loại phương pháp này dược hiệu phát huy kém xa đan dược, nhưng đây cũng là y sư mức cực hạn. Một bát dược chấp, rất nhanh bị điều chế được. Đại nhân, một bát này xuống dưới, cam đoan ngài, ngày đêm bảy lần không phải là mộng. Tôn Nguyên mở miệng, Lý Thiên giao tiếp nhận dược chấp, uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, quay người trực tiếp đi vào động phủ chỗ sâu. Bên trong động phủ này, chia làm rất nhiều ốc xá, bên trong tự nhiên còn ngăn cách lấy không ít ốc xá. Tôn Nguyên bên này, vẻ mặt tự tin nhìn xem cổ phong cùng mã vũ nói, hai vị, coi như các người vận khí không tốt, hôm nay cái này tạo hóa, cần phải tôn mỗ được. a à, bành, nhưng mà, Tôn Nguyên lời còn chưa nói hết, chính là nghe được, động phủ chỗ sâu truyền ra một trận nữ tử kêu thảm, cùng cái gì bị đập nát thanh âm. Đón lấy, liền nhìn Lý Thiên Giao nổi giận đùng đùng mà ra. Nhìn thấy cảnh này, cổ phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, hiển nhiên Tôn Nguyên đơn thuốc vô dụng. Nhìn thấy Lý Thiên Giao như vậy thần thái, Tôn Nguyên dọa đến chân trong nháy mắt liền mềm, lập tức mở miệng, đại nhân, ta. Bành, hắn còn chưa có nói xong, chính là bị Lý Thiên Giao một trường vỗ nát đầu. Một bên, mã vũ cơ hồ sợ choáng váng, Lý Thiên Giao lạnh giọng mở miệng, đổi lấy ngươi, là, là, mã vũ trong lòng run sợ. Ngay sau đó, bắt đầu điều chế thảo dược, thuốc này, so tôn nguyên cương mãnh gấp 10, cổ phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, hắn nhìn ra, mã vũ lo lắng đơn thuốc vô dụng, gia tăng tính toán. Thảo dược này điều chế ra được, người bình thường nếu như ăn vào, chỉ sợ trực tiếp phía dưới đều muốn bảo. Lý Thiên Giao tiếp nhận mã vũ điều chế dược chấp một ngụm ăn vào, lại là tiến nhập động phủ chỗ sâu ốc xá. Đón lấy, bên trong phòng, chính là truyền đến, mấy tiếng nữ tử kêu thảm Lý Thiên Giao trên mặt mang hết sức nổi giận ý tứ mà ra. Vô dụng, như cũ vô dụng, vẫn như cũ là một hơi, vẻn vẹn một hơi. Mã Vũ nhìn thấy cảnh này, dọa đến xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, hắn như thế nào trốn được, Lý Thiên Giao thân ảnh cực tốc mà tới, một trường đem hắn chụp chết. Động phủ bên trong, trên mặt đất, là tôn nguyên cùng Mã Vũ thi thể. Chỉ còn lại có cổ phong cùng Lý Thiên Giao hai người. Lý Thiên Giao nhìn về phía cổ phong, hai người bọn họ kết quả người thấy được, hiện tại tới phiên ngươi, nếu như vô dụng chỉ có một con đường chết, ta đơn thuốc có hoàn toàn chắc chắn, bất quá cần một loại đặc thù thảo dược, loại thảo dược này trong tay của ta không có. Cổ Phong nhìn về phía Lý Thiên Giao đạm ngữ, Lý Thiên Giao nhìn cổ Phong trên mặt không có vẻ sợ hãi, đối với hắn có thêm vài phần lòng tin, mở miệng cái gì thảo dược? Tỉnh thần thảo, Cổ Phong nói, ngươi nói cái gì? Lý Thiên Giao ánh mắt lạnh lẽo, Tỉnh thần thảo là Thiên Nguyên Phong chân quý nhất đồ vật hắn khó tránh khỏi sinh đề phòng. Nếu là ta không nhìn lầm, đại nhân hẳn là tiên thiên nguyên dương thiếu thốn A. À. Cổ phong nhàn nhạt một câu, trên thực tế, cũng không phải là cổ phong dược lý cường đại cỡ nào, thân làm luyện đan sư, trên cơ bản đều có thể dò xét ra lý thiên giao chứng bệnh, những y sư kia trình độ, tự nhiên là nhìn không ra. Làm sao người biết, lý thiên giao kinh ngạc, cổ phong là cái thứ nhất, nhìn ra hắn tiên thiên nguyên dương thiếu sót người. Tiên thiên nguyên dương thiếu thốn, sẽ liên đới trong nguyên thần, thiếu khuyết dương khí, tỉnh thần thảo, là tăng cường hồn lực đồ vật, cho nên là nhất định thảo dược, bọn họ đơn thuốc chỉ bổ thân, lại không có bổ thần, đương nhiên vô dụng. Cổ phong nhìn về phía Lý Thiên Giao chậm rãi mở miệng. Cần bao nhiêu, Lý Thiên Giao hỏi, một gốc liền có thể. Cổ phong nhàn nhạt một câu, tốt, Lý Thiên Giao mở miệng, ngay sau đó lấy ra một gốc tỉnh thần thảo, bởi vì hắn biết rõ, đối phương không dám lừa gạt mình, lúc này tất cả đều đang trong lòng bàn tay của mình chương 3002, thành công thoát thân. Ngay sau đó, Lý Thiên Giao lấy ra một gốc tỉnh thần thảo đưa cho cổ phong. Cổ phong ngay sau đó, bắt đầu phối chế thảo dược chất lỏng. Phất tay phía dưới, cổ phong trước mặt, chính là rất nhiều thảo dược phi ra, tiếp lấy cổ phong ra tay như điện, rất nhiều thảo dược không ngừng rơi vào trước mắt một cái bát xứ. Cuối cùng, cổ phong gia nhập tỉnh thần thảo, chọn vẹn to lớn bát thảo dược chất lỏng phối chế tốt rồi, cổ phong nhìn về phía Lý Thiên Giao nói, vật này cam đoan hữu dụng đại nhân cứ việc thử nghiệm lý thiên giao không nói nhảm trực tiếp đem một bát này thảo dược chất lỏng toàn bộ nuốt vào ngay sau đó lần nữa đi vào động phủ chỗ sâu rất nhanh động phủ chỗ sâu truyền đến từng đợt thô trọng gọi cùng chấn động thanh âm lần này không có nữ tử kêu thảm rất nhanh lý thiên giao từ động phủ chỗ sâu đi ra hắn đầy mặt xuân quang sắc mặt hồng nhuận phơn phớt cả người trước đó chưa từng có tinh thần hăng hái loại cảm giác này là hắn chưa bao giờ lãnh hội qua, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn quả thực không thể tin được, đây là mình có thể làm được. Mắt hắn ngọn nguồn sát ý hiện lên, lập tức rơi vào cổ phong trên thân, đem toa thuốc này viết xuống. Đại nhân, này đơn thuốc, ta viết ra cũng là vô dụng. Cổ phong nhàn nhạt một câu, ân, Lý Thiên Giao sắc mặt lạnh lẽo. Trên thực tế, hắn là muốn cho người trước mắt viết xuống đơn thuốc, sau đó liền đem người này giết chết, bởi vì hắn không suy nghĩ chuyện của mình bộc lộ ra đi, lại không nghĩ rằng hắn sẽ nói như vậy. Toa thuốc này bên trong, mỗi một loại thảo dược phối hợp, cũng là cực kỳ hà khắc, loại người bình thường, căn bản là không có cách phân vê, nếu như loại nào thảo dược, thiếu thả một chút, hoặc là nhiều thả một chút, đều không thể đạt tới hiệu quả, loại thảo dược này chất lỏng, chỉ có ta có thể phối chế. Cổ phong mở miệng nói ra, người đã biết không nên biết, Lý Thiên Giao lãnh ngữ, đại nhân cứ yên tâm, việc này ta trần là có thể lập quyết tâm hồn lời thề, tuyệt không tiết lộ nửa phần. Cổ phong mở miệng, ngay sau đó lại là nói ra, lại, đại nhân, ngài thực cần ta, ngài loại bệnh này, hôm nay dược chấp, chỉ có thể đem ngài chữa trị, nhưng ngài nếu muốn, trở thành nam bên trong chi long, tiểu nhân kỳ thực còn có một loại tốt hơn bí dược. Ta còn có thể kéo dài thời gian dài hơn, Lý Thiên Giao mắt sáng rực lên, nhiều năm đê mê bản thân, bây giờ rốt cuộc tìm về nam nhân tự tin, tự nhiên muốn cho bản thân càng mà sống hơn mãnh liệt. Có thể, nhưng tiểu nhân cần về đến nhà phối chế này bí dược. Cổ phong mở miệng, ngươi nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì? Lý Thiên Giao nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo. Đại nhân, tiểu nhân có thể có hoa chiêu gì? Tiểu nhân thân phận thực lực, ở trước mặt ngài bất quá là một con kiến, chỉ là bởi vì, phối chế này bí dược, cần ở một cái cực hàn hoàn cảnh bên trong, lại cần một loại thuốc dẫn, loại này bí dược là tiểu nhân trong nhà tổ truyền, một mực trong nhà trong mật thất phối chế, cái kia trong mật thất, chính là cực hàn chỗ, lại thuốc kia dẫn chính là chân quý đồ vật, cũng đang một mực chân tàng ở trong mật thất. Cổ phong mở miệng, lập tức nói, đại nhân, nếu không tin tiểu nhân, có thể tự phái người cùng tiểu nhân cùng nhau tiến đến. Lý Thiên Giao trong mắt mang theo vẻ suy tư, giờ phút này, trên thực tế, hắn cũng muốn đối người trước mắt siêu hồn, nhưng hắn thực sợ người trước mắt, này một ít tu vi, bản thân siêu hồn phía dưới, kích thích nguyên thần, để cho biến thành ngớ ngẩn. Còn nữa, qua nhiều năm như vậy, hắn đi tìm rất nhiều y sư, cũng chỉ có người trước mắt chữa trị xong bản thân, cho nên là có bản lãnh thật sự. Cuối cùng, như thế người nói tới, thân phận của mình địa vị, hắn căn bản không có vốn liếng cùng thực lực ra vẻ. Người sau khi trở về, khả năng chế biến ra đầy đủ bí dược, để cho ta triệt để thuế biến. Lý Thiên Giao nhìn về phía cổ phong, có thể, chỉ cần cho tiểu nhân 7 ngày, liền vậy là đủ rồi. Cổ phong mở miệng, lập tức nói, chỉ là tiểu nhân có cái yêu cầu. Yêu cầu gì, Lý Thiên Giao nói, tiểu nhân không cầu mặt khác hồi báo, chỉ cầu việc này về sau, đại nhân có thể cho tiểu nhân gia nhập thất tự tông cổ phong trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng mở miệng, chỉ cần việc này ngươi làm được thỏa, chẳng những có thể gia nhập thất tự tông, ngày sau ta còn phải tầng tầng đề bạt ngươi. Lý Thiên Giao gặp cổ phong ra điều kiện, trong lòng càng là yên tâm mấy phần. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, cổ phong vẻ mặt kinh hỉ nói, ngay sau đó, cổ phong lại là mở miệng, đại nhân, cái kia tỉnh thần thảo, còn cần một chút. Còn cần bao nhiêu, Lý Thiên Giao không có suy nghĩ nhiều, dù sao mới vừa dược chấp, mắt hắn nhìn xem cổ phong gia nhập tỉnh thần thảo. Một gốc tỉnh thần thảo, có thể phối chế một bộ dược, thuốc này một ngày phục dụng ba lần, mỗi lần một bộ, một tháng làm một đợt điều trị, sáu tháng liền có thể khỏi hẳn, tính được, ước chừng cần 550 gốc tỉnh thần thảo. Về phần niên đại, tốt nhất là 10 vạn năm niên đại trở lên dược hiệu tốt nhất, nếu như niên đại thấp, thì cần nhiều hơn một chút bù đắp. Cổ phong ra vẻ suy tư, cuối cùng mở miệng, Lý Thiên Giao khẽ nhíu mày. Tỉnh thần thảo đối với thiên nguyên phong là cực kỳ trọng yếu đồ vật, toàn bộ thiên nguyên phong trồng cho tỉnh thần thảo cũng chỉ có một vạn gốc tả hữu, trong đó 10 vạn năm niên đại trở lên tỉnh thần thảo, chỉ có hơn 1.000 gốc, đều là bảo bối. Trước mắt người này, mở miệng chính là 550 gốc, vẫn là 10 vạn năm niên đại trở lên, cái này quả nhiên là đòi hỏi quá đáng. Đại nhân, bằng không tiểu nhân trước cho ngài phối chế một tháng lượng thuốc, chỉ cần 90 gốc, sau đó mới lần cho ngài phối chế. Cổ phong nhìn về phía Lý Thiên Giao nói ra, không cần, Lý Thiên Giao mở miệng, hắn là muốn đem việc này một lần giải, bằng không để người này không ngừng vừa đi vừa về tiến vào tông môn, một ngày kia bị người có lòng phát hiện, chính mình sự tình bị ngoại nhân biết được, vậy liền phiền toái. Lại, hắn hiểu được một khi bản thân triệt để chữa trị, liền có thể theo đuổi ôn hiểu mộng, lấy bản thân truyền thừa đệ tử chiến lực đệ nhất thân phận, tất nhiên có thể nhẹ nhóm thu hoạch được hắn phương tâm, liền có thể lấy được trọn vẹn một tòa thần phong tài nguyên. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Giao không do dự nữa, nói ra ta cho ngươi 600 gốc, 10 vạn năm niên đại trở lên tỉnh thần thảo, tự có người bồi ngươi trở về cùng một chỗ chế dược, có còn thừa, lại mang về. Là, đại nhân, cổ phong mở miệng, việc này, bây giờ chỉ có hai người chúng ta biết được. Lý Thiên Giao mở miệng, tiểu nhân minh bạch, cổ phong nói, ngay sau đó, Lý Thiên Giao đi ra một chuyến, lại lúc trở lại, chính là ném cho cổ phong một cái túi càn khôn. Cổ phong thần hồn chi lực quét qua, trong đó rõ ràng là trọn vẹn 600 gốc tỉnh thần thảo đón lấy lại lý thiên giao phân phó phía dưới lý hữu dư đi đến ngay sau đó lý hữu dư chính là mang theo cổ phong rời đi thiên nguyên phong rời đi thiên nguyên phong lý hữu dư chính là mang theo cổ phong tiếp tục tại rừng rậm cái kia chỗ hẻo lánh hành tẩu hướng về bên ngoài tông đi lý hữu dư giờ phút này không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi trần lạc thiếu phong chủ bị bệnh gì cổ phong nghe thấy đạm ngữ bất lực cái gì bất lực lý hữu dư nghe không hiểu chính là loại sự tình này, không được. Cổ phong đạm ngữ, ngươi là nói, Lý Hữu dư đầu ông một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Thiếu phong chủ, thần linh cảnh cửu trọng tu vi, làm sao có thể? chương 3003, Lý Thiên Giao chi nộ. Cũng ở Lý Hữu dư chấn kinh thời điểm, cổ phong một trưởng đem Lý Hữu dư vỗ hôn mê bất tỉnh. Đập choáng về sau, cổ phong phát hiện, trước đó bị bản thân đập choáng thực trần lạc, còn đang trong bụi cỏ, ngay sau đó không do dự, Đem lý hữu dư, ném vào bên người. Ngay sau đó, chính là hướng về đan phong phương hướng, cực tốc bay đi. Bên này Cổ Phong phi hành tốc độ cao đồng thời, lão ngư thanh âm ở cổ phong trong lòng vang lên. "Chủ nhân, ngươi lần này thủ đoạn thật cao a, à, nhẹ nhàng như vậy chính là gạt tới 600 gốc Tỉnh Thần thảo, bất quá, ngài lúc nào ở trên y đạo, tạo nghề cao siêu như vậy, loại bệnh này cũng có thể trị, lại đã vậy còn quá khéo léo, cái này cần thảo dược bên trong thì có Tỉnh Thần thảo." Cổ Phong nghe thấy Mở miệng cái gì y đạo cao siêu, trước đó ta nói tới, hắn nguyên thần lại thiếu khuyết dương khí, cũng là nói bậy, bất quá là vì phối trí thảo dược thời điểm, thuận tiện gia nhập tỉnh thần thảo. Nhưng chủ nhân, vậy ngài chế biến dược chấp, làm sao chả sẽ có hiệu quả. Lão ngư nghi hoặc, rất đơn giản, gia nhập tỉnh thần thảo, sẽ không phá hư dược chấp tác dụng, sẽ còn thêm chút để cho người ta thần hồn thanh minh, về phần phương thuốc kia, trên thực tế, chính là đem vừa bắt đầu, cái kia tôn nguyên phối trí phương thuốc trên cơ sở lượng thuốc tăng cường gấp trăm lần. Cổ phong mở miệng cười, gấp trăm lần, lão ngư kinh hãi, không sai, người này tiên thiên dương nguyên thiếu thốn, thể nội lưu lại dương nguyên quá ít, nếu không lấy đầy đủ cương mãnh lượng thuốc, không cách nào kích thích cái kia lưu lại một chút nguyên dương, ở ta trước đó hai người, sợ lượng thuốc quá mạnh, không dám phía dưới nặng dược, cho nên vô dụng. Bất quá bằng vào ta loại phương pháp này, quá mức cương mãnh sẽ có tác dụng phụ, vừa mới ta nếu lại dừng lại chốc lát, tác dụng phụ hiển lộ ta hẳn phải chết không nghi ngờ cổ phong mở miệng lời nói tầm đó lần nữa đổi một dung mạo cực tốc hướng về đan phong bay đi thiên nguyên phong động phủ chỗ sâu không một tiếng không cam lòng cùng nổi giận hỗn hợp gầm thét truyền ra đón lấy liền nhìn lý thiên giao từ động phủ chỗ sâu bước nhanh mà ra sắc mặt của hắn đã âm trầm khó coi tới cực điểm vừa mới hắn đang ở cương mãnh thời điểm đột nhiên một tiết ngàn dặm về sau đúng là bùn rùn bất lực không thể dậy được nữa đang ở nổi giận thời điểm Lý Thiên Giao cảm giác cái mũi một trận ấm áp vung tay phát hiện một trận đỏ tươi chẳng biết lúc nào cái mũi của hắn đã không ngừng chảy máu hắn cảm giác trên người mình trước đó chưa từng có bất lực khí huyết trong nháy mắt thiếu thốn nghiêm trọng lúc đầu cái kia lưu lại thể nội một chút nguyên dương tựa như một lần toàn bộ biến mất ngươi dám lấn ta muốn chết Lý Thiên Giao gầm thét hắn giờ phút này hắn đã minh bạch mới vừa dược chấp có vấn đề, giờ phút này hận không thể lập tức giết cái kia Trần Lạc. Cũng ở giờ phút này, bên ngoài một trận thanh âm truyền đến. Đại nhân, thanh âm này, là Lý Hữu Dư, Lý Thiên Giao ánh mắt biến hóa, lăn tới đây. Ngay sau đó, chỉ thấy Lý Hữu Dư, trói một người, đi đến. Cái này bị trói lấy người, chính là Trần Lạc. Lý Thiên Giao trông thấy Trần Lạc, sát ý lộ ra. Nhưng mà, không đợi Lý Thiên Giao mở miệng, Trần Lạc chính là vẻ mặt khóc kể lể, đại nhân, tiểu nhân không biết phạm sai lầm gì, trước đó trên nửa đường, liền bị người đánh ngất xỉu, tỉnh lại, lại bị cái này Lý Hữu Dư hung hăng đánh cho một trận, tiểu nhân oan uổng a. À. Ngươi nói cái gì? Lý Thiên Giao có chút muốn phát điên, mình bị người trước mắt dược chấp hố, bây giờ cái mũi không ngừng chảy máu, ngược lại người này còn ác nhân cáo trạng trước. Bên này, Lý Hữu Dư mở miệng, đại nhân, vừa mới tiểu nhân nghe theo phân phó của ngài, mang theo cái này trần lạc rời đi tông môn, trên nửa đường, tiểu nhân hiếu kỳ tùy tiện cùng hắn ngôn ngữ vài câu, người này lại đối với ngài ngôn ngữ hủy nhục, nói ngài, bất lực. Hỗn trướng, Lý Thiên giao đầu ông một tiếng, đây là bản thân bí mật lớn nhất, bây giờ vậy mà Lý Hữu Dư cũng biết. Lý Hữu Dư mở miệng, đại nhân, việc này ta tự nhiên là không tin, nhưng người này về sau lại đột nhiên ra tay với ta, đem ta đánh ngất xỉu. Ta tỉnh lại thời điểm, hắn còn ở bên cạnh, ta trong cơn tức giận, đem hắn mang trở về, nghe theo đại nhân xử lý. Đại nhân, cái này lý hữu dư nói năng bậy bạ ta căn bản không biết ngài cái gì bất lực ta cũng chưa từng tới bao giờ nơi này a à, ta chân là cảm giác mình càng hoan uổng lý hữu dư mở miệng lần nữa đại nhân người này thực nói ngài bất lực việc này ngàn thực vạn cầm miệng cho lão tử bành gầm lên giận dữ phía dưới lý thiên giao một trưởng đem lý hữu dư đầu đánh tan nát lý hữu dư chết biết được lý thiên giao bí mật lý hữu dư này đã không có cơ hội sống sót bên này Trần Lạc dọa đến chân đều mềm, Lý Thiên Giao không nói hai lời, một cái đè xuống hắn đầu, siêu hồn. Siêu hồn phía dưới, Trần Lạc ký ức, toàn bộ bị Lý Thiên Giao dò xét. Trong đó, tất cả cùng Trần Lạc nói một dạng, thật sự là hắn là nửa đường bị người đánh ngất xỉu, tỉnh lại sau, lại bị Lý Hữu Dư đánh cho một trận, căn bản chưa từng tới thiên nguyên phong. Trung kế, Lý Thiên Giao biến sắc, hắn cũng không phải là tâm trí thiển cận hạng người, tất cả trong nháy mắt rõ ràng, phía trước Trần Lạc là giả, đúng là hắn nửa đường đem thực trần lạc đánh ngất xỉu, sau đó giả mạo lúc nào tới đến bản thân thiên nguyên phong. Mà hắn đến mục đích chính là, tỉnh thần thảo, đáng chết, Lý Thiên Giao sắc mặt khó coi tới cực điểm, thân làm Lý Nguyên các chi tử, hậu trường cường ngạnh, tăng thêm bản thân chiến lực khủng bố, truyền thừa đệ tử đệ nhất, lại có không tầm thường tâm trí, đời này còn chưa bao giờ nếm qua lớn như thế thua thiệt, một lần này bị tổn hại thân thể không nói, còn bị lừa gạt trọn vẹn 600 gốc tỉnh thần thảo, nếu như phụ thân xuất quan, tất nhiên trọng trọng trách phạt giờ phút này hắn sát ý trong lòng đã ngập trời bành lý thiên giao ngay sau đó một trường trực tiếp đem trước mắt trần Lạc cũng là chụp chết đón lấy hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức lấy ra một khối truyền âm ngọc bội man nghiêu, trong vòng nửa canh giờ có thể có cái gì khả nghi người ngoại lai xuất nhập tông môn truyền âm trong ngọc bội lập tức thanh âm truyền đến không có chỉ có mấy cái tông môn đệ tử ra ngoài cùng tiến vào không có bất kỳ cái gì một cái người ngoại lai Lý Sư Huynh, có thể có cái gì sự tình? Lý Thiên Giao ngay sau đó đáp lại, không có, tùy tiện hỏi một chút. Tiếp đó, Lý Thiên Giao sắc mặt, càng thêm âm trầm. Man Nhiêu là tông môn thủ vệ, trông giữ cực kỳ nghiêm ngặt, trước đó bản thân để Lý Hữu dư dẫn người tiến đến, cũng là đánh bản thân cờ hiệu, lại cho Man Nhiêu một vài chỗ tốt, mới tiến vào. Hắn nói không có người ngoại lai, cái này duy nhất một lời giải thích, chính là giải thích, cái này giả trần lạc, chính là thất tự tông người chính là bởi vì là thất tự tông người cho nên khả năng đủ ẩn tàng tông môn thậm chí nhẹ nhõm rời đi tông môn không bị ngoại nhân phát giác nghĩ như vậy tất cả đều rõ ràng người này là thất tự tông người như thế phân tích đến lý thiên giao trong mắt quang mang thiểm thước càng ngày càng rõ ràng lấy hắn suy luận giả trần lạc cần tỉnh thần thảo nhưng trở ngại một chút nguyên nhân hắn biết rõ từ thiên nguyên phong nơi này lấy được tỉnh thần thảo cực kỳ khó khăn không cách nào quang minh chính đại đến đây cho nên trong bóng tối tìm tòi đi tới thiên nguyên phong trong lúc đó hắn vừa lúc gặp được lý hữu dư một đoàn người dứt khoát đánh ngất xỉu trần lạc giả mạo trần lạc sở dĩ giả mạo trần lạc là bởi vì tu vi của người này là thần linh cảnh tam trọng chương ba nghìn tâm trí sâu lý thiên giao ánh mắt biến hóa ngay sau đó tiếp tục phân tích người này hôm nay thiên nguyên phong ở tôn nguyên cùng mã vũ đằng sau vì tự chế biến dược chấp dược chấp hữu dụng chờ Người này chế biến dược chấp hữu dụng, nói cách khác. Người này tinh thông dược lý. Lý Thiên giao tiếp tục phân tích, người này có thể làm ra một loạt chuyện này, hiển nhiên hắn tâm trí không cạn, hắn tất nhiên có thể đoán được, ta rất nhanh liền sẽ phát hiện, cho nên trong thời gian này, hắn sẽ không rời đi tông môn, bởi vì trong thời gian này rời đi tông môn, tất nhiên chỉ có mấy người, hắn nếu như rời đi tông môn, cực kỳ dễ dàng bị ta xác định thân phận, ngược lại ở tại tông môn là càng khó bị ta tìm tới. Thất tự tông người tự biết thân phận chân chính, không cách nào từ thiên nguyên phong lấy được tỉnh thần thảo, tu vi thần linh cảnh tam trọng, tâm trí cực sâu, tinh thông dược lý, cần tỉnh thần thảo. Lý thiên giao trong đầu, đủ loại danh tự không ngừng lấp lóe. Thần linh cảnh tam trọng, bất quá là ngoại môn đệ tử, có thể như vậy trầm ổn tâm trí, ít càng thêm ít, mà trong đó tinh thông dược lý. Không có, từ khi đan đạo trưởng lão qua đời sau, toàn bộ thất tự tông cũng chỉ có nhiều bộ đình một người, còn nghiên cứu đan đạo, mà hắn tu vi là thần linh cảnh cửu trọng chờ đột nhiên lý thiên giao biến sắc trong đầu hắn nổi lên một cái tên phong lạc trần chẳng lẽ lý thiên giao lại ánh mắt lần nữa biến hóa trước đó cha mình sự tình hắn dò xét một phen hắn dò xét đến phong lạc trần mang theo dẫn thần lệnh đi tới tông môn bị man nghiêu dẫn tới lâu trưởng lão nơi đó chỉ là đem phong lạc trần đưa đến lâu trưởng lão nơi đó man nghiêu liền rời đi không biết chuyện sau đó lấy lý thiên giao phân tích có thể là cái này phong lạc trần, trên người có đan dược gì, ở hắn trợ giúp phía dưới, triệu trưởng lão mới khôi phục, bằng không làm sao có thể hắn ngày đó trùng hợp như vậy xuất hiện ở hành chính phong. Về sau, Lý Thiên Giao nghe thấy phong lạc trần, cùng Chu Khai Nguyên, Ma Liên Sơn, cùng Hồng Kiều loại hình sự tình. Hắn mượn cơ hội này, phát ra lời nói, muốn giáo huấn phong lạc trần. Lúc ấy, lấy Lý Thiên Giao suy đoán, phong lạc trần là vừa lúc có đan dược, giúp triệu trưởng lão khôi phục, nhưng hắn vẫn sơ sót một điểm. Phong Lạc Trần, nếu như tinh thông đan đạo đây, Lý Thiên Giao cảm giác, tất cả đột nhiên rõ ràng. Mặc dù, vẻn vẹn thần linh cảnh tam trọng tu vi, tinh thông đan đạo có chút không thể tưởng tượng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Mà như thế, giải thích, tất cả liền đều đã rõ ràng. Nghiên cứu đan đạo, tiêu hao thần hồn, tỉnh thần thảo là tăng cường thần hồn đồ vật, cho nên Phong Lạc Trần cần. Mà Phong Lạc Trần bởi vì biết được đắc tội bản thân, không cách nào từ thiên nguyên Phong lấy được tỉnh thần thảo, liền trong bóng tối đến đây, muốn tìm cơ hội trộm lấy, trùng hợp đụng phải Lý Hữu dư Trần Lạc đám người, đánh ngất xỉu Trần Lạc, giả mạo Trần Lạc tiến vào, lấy đan đạo tạo nghệ, dược lý với hắn mà nói, cũng không khó. Tâm trí cực sâu, thần linh cảnh tam trọng tu vi, thất tự tông người. Tất cả tất cả, hoàn toàn phù hợp, Lý Thiên giao người này, tâm trí bất phàm, trước đó sở dĩ chúng cổ phong kế sách, đơn giản là ở đặc thù sự tình bên trên, hắn sơ sót cũng căn bản không nghĩ tới, ở thất tự tông có người dám lừa bản thân. Mà bây giờ, dùng không đến nửa khắc đồng hồ sự tình, hắn đem mọi thứ đều phân tích ra. Hắn bây giờ đã có nắm chắc 10 phần, có thể xác định, giả mạo Trần Lạc Người, chính là Phong Lạc Trần. Phong Lạc Trần người trước là hại phụ thân ta, lần này lại đào hố hại ta Lý Thiên Giao, người là chơi với lửa. Lý Thiên Giao trong mắt sát ý, đã đạt tới cực hạn. Có thể nói, hắn cùng cổ phong thù, đã đạt đến không đội trời chung cấp độ đón lấy lý thiên giao trong mắt tinh mang lần nữa lấp lóe ôn hiểu mộng chu khai nguyên ma liên sơn tìm ngươi lâu như vậy đều không tìm tới người vị trí tông môn một cái cực kỳ bí ẩn chỗ mà tinh thông dược lý ngươi lại sẽ bị lâu trưởng lão an bài ở đâu đây đan phong lý thiên giao trong mắt lần nữa tinh mang lấp lóe nhiều bộ đình mặc dù thường xuyên mới vào đan phong nhưng bởi vì hắn si mê đan đạo đương nhiên sẽ không cùng ngươi cái này tinh thông đan đạo người làm địch đương nhiên sẽ không bán rẻ ngươi thậm chí đã cùng ngươi có giao, rất tốt không thể không nói lý thiên giao đích xác tâm tư yêu nhiệt hôm nay một phen sự tình cổ phong bại lộ đồ vật cũng không nhiều nhưng bằng mượn những cái này dấu vết để lại lý thiên giao mạnh mẽ dò xét ra giả mạo trần lạc người chính là cổ phong lại dò xét ra cổ phong liền ở đan phong bên trong mà bây giờ lý thiên giao suy luận ra tất cả trong nháy mắt chính là tính trước kỹ càng rất tốt Việc này, trước hết để cho mấy tên kia đánh trận đầu đi. Lý Thiên Giao lạnh giọng nói nhỏ, trong tông cấm chỉ giết người, lại cổ phong phía sau có triệu trưởng lão, Lý Thiên Giao tự biết, bây giờ dù cho thực lực mình đủ mạnh, có thể một mình tiến đến đan phong, nhưng là không thể giết cổ phong. Lại, cổ phong nếu như cá chết lưới rách, đem chính mình sự tình, trực tiếp đem ra công khai, vậy mình liền sẽ trở thành tông môn chê cười, đây là hắn kiêng kỵ sự tình. Cho nên, không đến cuối cùng, hắn không nên ra mặt biện pháp tốt nhất chính là trước hết để cho chu khai nguyên đám người xung phong mà hắn cần chính là tìm cơ hội cho cổ phong một kích chí mạng hết thầy hiểu tại tâm lý thiên giao trong mắt sát ý đã tới cực hạn phong lạc trần triệu trưởng lão không bảo vệ được ngươi cả một đời cổ phong trở lại đan phong đã thấy bốn bể vắng lặng trước khi rời đi cổ phong rõ ràng nói cho nhiều bộ đình lưu tại đan phong hảo hảo tu hành thuận tiện giờ phút này có chút kỳ quái bất quá cổ phong cũng không nghĩ nhiều chuẩn bị bế quan bắt đầu luyện đan. Cũng ở lúc này, đan các lầu một, mặt đất trực tiếp bị đào mở, liền nhìn không không, tham long cùng cổ tiểu tuyển xông ra. Lần này thu hoạch làm sao? Cổ phong nhìn cổ tiểu tuyền cùng không không tham long không khỏi hỏi. Ba ba, cái này đan phong phía dưới, bảo vật gì đều không có, chỉ có một ít thảo dược dễ. Cổ tiểu tuyển vẻ mặt đau khổ, thảo dược căn, cổ phong trong mắt sáng lên. Hắn đến thời điểm, phát hiện đan phòng đã hoang phế, không có cái gì thảo dược, mà bây giờ xem ra hẳn là mặt ngoài thảo dược đều bị thu thập sạch sẽ nhưng những cái kia thu thập thảo dược người không hiểu biết thảo dược cho nên đem gốc lưu lại mà kỳ thực cổ phong biết được đại bộ phận thảo dược gốc dược dụng giá trị là lớn nhất nếu như giữ lại gốc tiến hành bồi dưỡng những cái này thảo dược chẳng mấy chốc sẽ lần nữa mọc ra chủ nhân trừ cái đó ra chúng ta còn phát hiện cái này không không mở miệng nói xong lấy ra một cái trận bàn đây là Cổ phong ánh mắt biến hóa, lấy thần hồn chi lực dò xét trận bàn này. Phát hiện, trận bàn này phía trên tán phát khí tức, đúng là cùng mình tiến vào đan phong thời điểm, đan phong bên ngoài, những cái kia trận pháp tán phát khí tức rất giống nhau. Đây là đan phong khống chế trận bàn, cổ phong trong lòng kinh hỉ hắn biết rõ, ở thần giới, luyện trận sư cũng là không nhiều, như thế, rất nhiều tông môn bố trí trận pháp, cũng là từ mặt khác luyện trận sư nơi đó mua được khắc họa thật lớn trận trận bàn. Như thế, chỉ cần lấy thần lực thôi động, trận bàn liền có thể khuếch tán ra rất nhiều trận pháp, biến ảo đại trận. Trước mắt, trận bàn này, hiển nhiên chính là toàn bộ đan phong đại trận khống chế trận bàn. Trường 3005, Vây Phong, đây là, cổ phong thần hồn chi lực dò xét phía dưới. Phát hiện, trận bàn này bên trong, ẩn chứa rất nhiều thảo dược biến hóa. Cổ phong trong lòng có phỏng đoán, hiển nhiên, trước đó vị này đan phong phong chủ, lấy được trận bàn về sau, lại tại trên trận bàn ra chỉ đan đạo thảo dược biến hóa như thế không hiểu biết thảo dược biến hóa người căn bản là không có cách thôi động trận bàn này căn cứ lâu trưởng lão nói tới vị kia đan đạo trưởng lão năm đó đại nạn qua đời rất có thể hắn trước khi chết đem cái này đan đạo trận bàn chôn ở đan phong phía dưới chuyện này không có cáo chi ngoại nhân một tòa thần phong ẩn chứa huyền khí cực kỳ khủng bố cổ phong nếu là có thể khống chế đan phong đại trận mượn nhờ thần phong uy lực cho dù là một cái thần vương cảnh trưởng lão đi tới Đan Phong, Cổ Phong chỉ sợ đều có thực lực cùng đối phương một trận chiến. Bất quá Cổ Phong phát hiện, bây giờ trận bàn này bên trong thảo dược biến hóa, bản thân chỉ có thể phá giải một một số nhỏ. Muốn triệt để điều khiển trận bàn này, hiển nhiên còn cần một đoạn thời gian rất dài. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Tiểu Tuyền cùng Không Không cùng Tham Long nói, các ngươi lần này lập công lớn, tiếp đó, cho các ngươi một cái nhiệm vụ, dựa theo ta phân phó, bồi dưỡng Đan Phong bên trên những cái này thảo dược có dễ cây ở, rất nhiều thảo dược, sẽ còn lần nữa mọc ra. Không không cùng tham long, cùng cổ tiểu tuyền nghe xong, đều không phải là rất hưng phấn. Bọn họ ưa thích đào bảo, cũng không thích trồng cỏ. Bất quá ở cổ phong đáp ứng cho cổ tiểu tuyền luyện chế càng ăn ngon hơn đường đậu, cho không không cùng tham long luyện chế có giúp bọn họ tăng cường tu vi đan dược về sau. Cái này đào bảo tiểu đội một người hai thú, chính là hưng cao thải liệt, đi bồi dưỡng thảo dược. Cổ phong thì là không nghĩ nhiều nữa, bây giờ mà kẻ tiến vào đan các tầng thứ ba vẫn là muốn khống chế cái này đan phong đại trận đều cần bản thân càng thêm quen biết thần giới cơ sở thảo dược mà mình muốn mau hơn quen biết thảo dược bây giờ tự nhiên muốn trước luyện chế hồi thần đan để thần hồn của mình lực lượng tăng cường ngay sau đó không do dự nữa cổ phong liền bắt đầu bế quan luyện chế hồi thần đan trong nháy mắt thời gian một tháng đi qua chỉ dùng 7 ngày cổ phong chính là triệt để làm quen hồi thần đan phương pháp luyện chế về sau thời gian bên trong Cổ phong mỗi ngày một bên phục dụng hồi thần đan tăng cường thần hồn chi lực, một bên điên cuồng cảm mộ thảo dược chi thức. Thần giới cơ sở thảo dược, vậy mà chừng một ức loại. Giờ phút này, cổ phong khép lại một quyển điển tịch, trong mắt mang theo cảm thán ý tứ. Có hồi thần đan về sau, cổ phong cảm mộ thảo dược tốc độ, đã nhanh chóng tăng lên, bây giờ đã tổng cộng làm quen 10 vạn loại cơ sở thảo dược. Nhưng khoảng cách một ức loại cơ sở thảo dược, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Lại, cái này còn vẻn vẹn cơ sở thảo dược, cao cấp hơn một chút thảo dược đan các bên trong ghi chép cũng không hoàn toàn cũng là đều chung vào một chỗ thần giới thảo dược chủng loại quả thực không cách nào đoán chừng cũng ở lúc này một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến phong lạc trần cút ra đây cho lão tử nghe được thanh âm này cổ phong sắc mặt như thường hắn biết rõ bản thân không có khả năng ở đan phong ẩn tàng cả một đời bất quá bản thân gần nhất đều không có gia phong làm sao lúc này sẽ có người phát hiện mình thú vị Cổ phong lại là không do dự, công dân đều đánh tới cửa rồi, bản thân tất nhiên không biết làm rùa đen rút đầu, lại có một số việc, tất nhiên là cần phải có một cắt đứt. Đan phong trước đó, giờ phút này, Chu khai nguyên, ma liên sơn, trong mắt nội ý điên cuồng. Bọn họ tìm cổ phong trọn vẹn hai tháng, vẫn luôn không tìm được cổ phong. Hai tháng qua này, bọn họ bị phong lạc trần ở nhập tông khảo hạch trước đó đánh tơi bời, về sau lại bị hồng kiều đánh đập sự tình, sớm đã chuyển đến. Thân làm trưởng lão tri tử, bọn họ khi nào bị qua ủy khuất như vậy. Lại bởi vì chuyện này, để phụ thân của bọn hắn đều mặt mũi không quan hệ, hung hăng trách phạt bọn họ. Bọn họ không cách nào đối Hồng Kiều xuất thủ, như thế, đối cổ phong hận ý ngày càng làm sâu sắc. Mà đang ở hôm nay, bọn họ rốt cuộc tiếp vào tin tức, nguyên lai like cái này Phong Lạc Trần vẫn giấu kín ở đan phong. Không chút do dự, hôm nay Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, vận dụng toàn bộ quan hệ lực lượng, triệu tập một đám tu giả, tiến về đan phong. Giờ phút này, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn sau lưng, tông môn đệ tử chừng hơn trăm người. Trong đó, tu vị yếu nhất cũng là thần linh cảnh tam trọng ngoại môn đệ tử. Đồng thời, còn có 10 cái thần linh cảnh ngũ trọng, lục trọng nội môn đệ tử. Thậm chí, bọn họ còn mời tới hai cái thần linh cảnh thất trọng, cùng một cái thần linh cảnh bát trọng hạch tâm đệ tử. Đội hình như vậy, đừng nói ứng phó một cái thần linh cảnh tam trọng tu giả, cho dù là một cái thần linh cảnh cửu trọng truyền thừa đệ tử, đều đủ để trấn áp. Lý Sư Huynh, sau đó liền dựa vào ngươi. Chu Khai Nguyên giờ phút này, nhìn về phía cái kia thần linh cảnh bát trọng hạch tâm đệ tử, mở miệng nói ra. Ha ha, một cái thần linh tam trọng tiểu quỷ mà thôi, hôm nay chỉ sợ cũng không dùng tới ta tự mình xuất thủ. Lý Thuận cười nhạt một câu, Lý Sư Huynh, người không biết được, cái này phong lạc trần không phải người bình thường, lại âm mưu quỷ kế rất nhiều, lần trước Hồng Kiều Sư tỷ Chính là bị hắn lừa gạt. Ma Liên Sơn giờ phút này lập tức mở miệng, cùng cổ phong giao phong hai lần, hắn và Chu Khai Nguyên cũng là bị thiệt lớn. Mặc dù biết tu vi của đối phương chỉ có thần linh cảnh tam trọng, nhưng bọn hắn luôn luôn không yên lòng, còn có Hồng Kiều ở, bọn họ biết được bình thường nội môn đã vô dụng, mới mời tới Hạch Tâm đệ tử. "Yên tâm, có ta ở đây, kẻ này đùa nghịch không ra hoa dạng." Lý Thuận nhàn nhạt một câu, nghe thấy lời này, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn trên mặt vui mừng hiện lên. Bọn họ biết rõ, cái này Lý Thuận chẳng những là Hạch Tâm đệ tử, thậm chí vẫn là hạch tâm đệ tử người thứ nhất, thần linh cảnh bát trọng đỉnh phong, không ra 100 năm, hắn tất nhiên bước vào thần linh cảnh cửu trọng, thành làm hạch tâm đệ tử. Thậm chí, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn cũng không nghĩ đến, Lý Thuận nguyện ý giúp bọn họ xuất thủ. Ước hiếp Chu Sư Đệ cùng Ma Sư Đệ, người này căn bản là muốn chết. Chính là, việc này không cần Lý Sư Huynh xuất thủ, chúng ta liền có thể đem hắn đánh nổ. Tiểu tử này là đang tìm chết, một bên rất nhiều ngoại môn nội môn đệ tử, nhao nhao mở miệng chu khai nguyên cùng ma liên sơn sau lưng nhưng có thần vương lão tử bọn họ muốn cùng hai người giao hảo cơ hội như vậy bọn họ như thế nào buông tha nghe bốn phía đám người mở miệng chu khai nguyên cùng ma liên sơn trên mặt vẻ tự tin càng đậm ma huynh hôm nay cái kia phong lạc trần chết chắc chu khai nguyên cười nói là lý sư huynh đã đáp ứng ta cuối cùng sẽ để cho ta tự mình cắt ngang tiểu tử này hai tay hai chân ma liên sơn cũng là hưng phấn mở miệng bên này nghe thấy việc này đã mấy ngàn tông môn đệ tử tụ đến, toàn bộ đan phong bên ngoài, phủ đầy đám người. Ở đây gặp qua cổ phong người không nhiều, không ít người cũng là hiếu kỳ, cái này vừa mới gia nhập thất tự tông, liền đắc tội nhiều người như vậy phong lạc trần rốt cuộc là phương nào người. Cũng ở giờ phút này, một đạo bình thản thanh âm từ đan phong bên trong truyền ra. Hôm nay, thật náo nhiệt a à. lời nói tầm đó, cổ phong chậm rãi bước ra, đi ra đan phong, nhìn trước mắt, lít nha lít nhít, mấy ngàn tu giả, lại là sắc mặt như thường, không có nửa phần vẻ bối rối. Lý Thuận nhìn thấy cảnh này, đáy mắt ánh mắt hơi hơi biến hóa. Bên này, Ma Liên Sơn mở miệng, "Ha ha, Phong Lạc Trần, hôm nay xem ai còn có thể giúp ngươi." Chương 3006, liên tiếp miểu sát. Thú vị, nhìn trước mắt mấy ngàn tu giả, Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Nhìn thấy cảnh này, mọi người vây xem trong lòng vô cùng kinh ngạc. Giờ phút này, cái này Chu Khai Nguyên Ma Liên Sơn nơi này thế nhưng là có hơn trăm tên tu giả, mọi người vốn cho rằng phong lạc trần tất nhiên muốn dọa đến thất hồn lạc phách, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà như thế thong dong. Chu Khai Nguyên nhìn cổ phong vậy mà không có nửa phần bối rối, ngược lại còn cười, lập tức mở miệng, phong lạc trần, hôm nay chúng ta cũng không làm khó ngươi, miễn là ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại tự đoạn hai chân hai tay, chúng ta có thể tha ngươi một lần này. Ta nói không thì sao, cổ phong đạm ngữ, vậy lão tử hôm nay, liền như ngươi tự tay cắt ngang ngươi tứ chi, lại phế bỏ ngươi một thân tu vi." Chu Khai Nguyên lạnh giọng một câu, ngay sau đó mở miệng động thủ. Lời vừa nói ra, lập tức sau lưng cái này hơn trăm người, khí thế cũng là trong nháy mắt bộc phát ra. Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. "Ta xem ai dám?" Lời vừa nói ra, chỉ thấy một đạo hồng ảnh bỗng nhiên mà tới, trực tiếp ngăn tại cổ phong trước mặt. Người đến, không phải người khác, chính là Hồng Kiều. Nhìn thấy Hồng Kiều, trên thân mọi người khí thế đều là một trận Hồng Kiều là thân phận gì? Tất cả mọi người lý giải, hắn tỉ tỉ ôn hiểu mộng. Thế nhưng là một mình được hưởng một tòa thần phong, lại phía sau có tây ngạn chi chủ chỗ dựa. Đừng nói bọn họ, cho dù là tây ngạn thánh tử tây môn thanh hổ đều là không dám làm khó Hồng Kiều. Giờ phút này lập tức ai cũng không dám động. Hồng Kiều sư muội, hôm nay việc này người quản có hơi quá. Lý Thuận nhìn thấy cảnh này, lập tức mở miệng: Ta không quản. Lần trước đem Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn đánh thành đầu heo người là ta có bản lĩnh hướng ta đến, ai cũng không cho phép khó xử phong sư đệ. Hồng Kiều trực tiếp mở miệng, cổ phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười khổ, nhìn đến cái này Hồng Kiều lòng hiệp nghĩa lại nổ tung. Bên này, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ không chỉ có hận cổ phong, cũng hận Hồng Kiều, nhưng bọn hắn không dám đối Hồng Kiều động thủ A. Chu Khai Nguyên trực tiếp nhìn về phía cổ phong mở miệng, phong lạc trần, người chẳng lẽ chỉ có thể trốn ở nữ nhân đằng sau sao? Hồng Kiều sư tỷ có thể hộ ngươi nhất thời, lại không bảo vệ được ngươi một đời. Mà không chờ cổ phong nói chuyện, đầu óc ngu si Hồng Kiều, chính là trực tiếp mở miệng, ta sao liền không bảo vệ được một đời, ta. Oanh, cái này lời còn chưa nói hết, trong nháy mắt hiện trường liền tạc qua. Trời ạ, à, Hồng Kiều sư tỷ nói muốn hộ cái này phong lạc trần một đời. Ý tứ này, không phải nói phong lạc trần muốn cùng hắn kết làm đạo lữ sao. Nghe nói cái này phong lạc trần đã có nữ nhi, nhưng thê tử không ở. Hồng Kiều sư tỷ vậy mà cam tâm làm người mẹ kế. Hỗn trướng, Hồng Kiều sư tỷ đẹp như vậy, lại thân phận bất phàm, cái này Phong Lạc Trần có tài đức gì lấy được hắn Phương Tâm. Trên thực tế, Tây Ngạn bên trong, những cái kia truyền thừa đệ tử cùng Hạch Tâm đệ tử đều đối ôn hiểu mộng cố ý, nhưng đại bộ phận ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, trong lòng tình nhân trong mộng thì cũng là Hồng Kiều, Hồng Kiều cũng là thần phong nữ chủ nhân một trong, ai có thể cưới được nàng cũng là thiên đại chuyện may mắn hôm nay nhìn thấy hồng kiều vì cổ phong ra mặt lúc đầu phần lớn người trong lòng liền vô cùng khó chịu bây giờ nghe cái này đồng dạng lời nói trong nháy mắt nhất có hơn ngàn đệ tử nhìn về phía cổ phong trong mắt tràn đầy cừu thị cùng địch ý ta ta không nói hồng kiều nghe thấy những lời này lập tức sắc mặt đỏ vội vàng giải thích lại phát hiện có chút không giải thích được cái này càng giúp càng bận bịu cổ phong cười khổ mình cũng không muốn bởi vì hồng kiều nhiều tăng thêm nhiều địch nhân như vậy lập tức Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, hồng kiều sư tỷ, việc này ta muốn một người đối mặt. Bên này một mực không có mở miệng Lý Thuận mở miệng, hồng kiều sư muội, Phong Lạc Trần nếu trốn ở phía sau ngươi, sau này liền sẽ rơi xuống một cái chỉ có thể dựa vào nữ nhân thanh danh, hắn cũng sẽ không nguyện ý. Hồng Kiều Minh Bạch, mình đích thật không cách nào một mực che chở Phong Lạc Trần. Cuối cùng hắn nhìn về phía Lý Thuận bên này chúng nhân nói, các ngươi muốn tìm Phong sư đệ phiền phức cũng được, nhưng không thể lấy nhiều khi ít, chỉ có thể một đối một. Hồng Kiều sư muội việc này nói hợp lý, Lý Thuận gật đầu một cái, Chu Khai Nguyên cũng là minh bạch, hôm nay nhiều người như vậy, đem cổ phong đánh tàn, cũng không vẻ vang, mà đối phương tu vi chỉ có thần linh cảnh tam trọng, phía bên mình không thiếu cao thủ, đem hắn đánh bại cũng không phải là việc khó. Chu sư đệ, việc này giao cho ta, giờ phút này, một tên trên mặt mang một khỏa nốt ruồi, tu vi thần linh cảnh tam trọng ngoại môn đệ tử, từ Chu Khai Nguyên sau lưng một bước đi ra. Nhìn người nọ, ánh mắt mọi người cũng là biến hóa lên. Người này tên là Trí Cương, Tu Vi cũng ở thần linh cảnh tam trọng đỉnh phong, lại, chiến lực, bình thường thần linh cảnh tam trọng đệ tử cũng không phải đối thủ, thậm chí đối mặt một chút mới vừa tiến vào thần linh cảnh tứ trọng người, hắn đều có thể chiến thắng, trên cơ bản, đã là thần linh tam trọng tu giả bên trong, chiến lực cực hạn tồn tại. Tốt, Trí Sư Huynh, nhớ kỹ, chưa cho hắn khẩu khí. Ta muốn tự mình cắt ngang hai tay hai chân của hắn. Chu Khai Nguyên nói ra, đối với Trí Cương, hắn tự nhiên lòng tin mười phần, lại hôm nay, phía bên mình phái ra là cùng cổ phong tu vi một dạng thần linh cảnh tam trọng tu giả, dạng này sau này người khác cũng sẽ không nói bản thân lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu các loại. Yên tâm chính là, trí Chí cương mở miệng, giờ phút này, hắn tâm tình không tệ, bởi vì lúc trước Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn chính là thả ra lời nói, ai có thể giúp bọn hắn phế cổ phong, bọn họ liền sẽ hướng cha mình một bên kia cáo chi, cho một trận tạo hóa. Không kêu xem xét là trí cương xuất chiến, lập tức sắc mặt biến hóa nàng còn muốn mở miệng cổ phong bên này lại là bước ra một bước đạm ngữ hồng kiều sư tỷ tiếp xuống vẫn là để ta tự mình xử lý a à. ta dù sao cũng không thể ẩn núp cả một đời hồng kiều nghĩ nghĩ không tiếp tục mở miệng bất quá đặt quyết tâm ai dám đối cổ phong hạ trọng thủ hắn tất nhiên muốn xuất thủ bên này trí cương nhìn về phía cổ phong trong mắt mang theo ý trào phúng tiểu tử người đắc tội người không nên đắc tội chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt ra tay đi cổ phong đạm ngữ giết không nói hai lời chí cương hướng thẳng đến cổ phong phóng đi chí cương cả đời này tu hành mạnh nhất chính là thần lực bởi vì thần lực nồng hậu dày đặc hắn chiến lực so với bình thường thần linh tứ trọng đều mạnh hơn hắn thấy hôm nay bản thân biện pháp tốt nhất chính là phát huy ưu thế của mình trực tiếp lấy thần lực chấn áp đối phương giờ phút này chí cương một nắm đấm hoàn toàn bị thần lực bao khỏa hung hăng hướng về cổ phong đánh tới cái này trên nắm tay, thần lực màu xanh nhấp nhô, tản ra khí thế mạnh mẽ. Ai cũng nhìn ra, tuy là đơn giản một quyền, nhưng trí cương, đã vận dụng 10 thành tu vi. Nhưng mà, để đám người khó có thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Đối mặt trí cương cái này 10 thành tu vi một quyền, cổ phong đúng là không trốn không né, nâng lên một quyền, trực tiếp nghênh đón. Oanh, hai quyền tương đối, kinh khủng sát lục chi khí, từ cổ phong nắm đấm mà ra, hung ác va chạm ở trí cương trên nắm tay. Sương vỡ vụn thanh âm cực tốc truyền ra trí cương lấy nắm đấm bắt đầu toàn bộ cánh tay trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn phốc trí cương trong miệng máu tươi cuồng phún cả người đúng là trực tiếp bay ngược mà ra trọn vẹn bay ra trăm trưởng trí cương trọng trọng té xuống đất ngất đi chương ba nghìn nhất tự sát kiếp chỉ cái này trong đầu mọi người cũng là ông một tiếng một quyền cái này vẻn vẹn một quyền a lại không có bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi chính là thực sự cứng đối cứng. Cùng là thần linh cảnh tam trọng, cái này phong lạc trần đúng là một quyền liền miểu sát trí cương. Đây là hạng gì chiến lực, cái tiếp theo, cổ phong đạm ngữ, cổ phong là từ thứ nguyên giới mà đến, cả đời này tu hành, cũng là cước đạp thực địa, căn cơ mài cực kỳ kiên cố, cho tới bây giờ cổ phong tại đồng bậc, vẫn luôn là sự tồn tại vô địch. Giờ phút này toàn bộ tràng diện, trong nháy mắt giống như muốn nổ tung một dạng. Khí thế hung hăng chu khai nguyên đám người đến đây vây phong, không nghĩ tới vừa đối mặt, trước rơi vào hạ phong, đúng là bọn họ. Phế vật, nhìn xem đã ngất đi trí cương, Chu Khai Nguyên tức giận mắng một câu. Ta tới, giờ phút này, một bóng người từ Chu Khai Nguyên sau lưng đi ra. Người này, một thân khí tức, đã là thần linh cảnh tứ trọng đỉnh phong, lại hắn mang theo bịt mắt, toàn bộ chỉ có một cái mắt trái. Tả sư huynh, lần này liền nhờ vào ngươi, ma liên sơn giờ phút này nói ra, hắn tự nhiên biết được tả minh, cái này tả minh là ngoại môn người thứ nhất. Bình thường thần linh cảnh tứ trọng tu giả đều hoàn toàn không phải đối thủ. Tả Minh một bước đi ra, nhìn về phía Cổ Phong, "Tiểu tử, gặp gỡ ta, tính ngươi xúi quẩy." Lời nói tầm đó, trong cơ thể hắn thần lực màu xanh chính là gào thét mà ra, ở bên trái trưởng cực tốc hội tụ. Bất quá trong nháy mắt, hắn toàn bộ tả trưởng chính là triệt để hóa thành thanh sắc, bị thần lực bao vây. Thần thuật, Ngũ xà thanh sát trưởng, Tả Minh mở miệng, nâng lên một trưởng, chính là hướng về Cổ Phong hung hăng vỗ tới. Một trường này đánh ra trong nháy mắt, một cái thần lực màu xanh ngưng luyện to lớn trưởng ấn, chính là gào thét mà ra, hướng về cổ phong hung hăng đánh tới. Cái này trưởng ấn khí thế khủng bố, quỷ dị nhất chính là, hắn năm ngón tay, đúng là năm cái thanh xà. năm cái thanh sắc phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, trong mắt mang theo hàn quang. Thủ đoạn này, nhìn xem liền để cho người không rét mà run. Phá, cổ phong mở miệng, sát chi ý cảnh trong nháy mắt bạo khởi. Lập tức, phổ biến sát lục chi ý, trực tiếp biến thành một cái to lớn hôi sắc trưởng ấn. Vừa mới cùng trí cương đối chiến cổ phong thi triển không minh bạch, người phát hiện không nhiều, giờ phút này, mọi người lại chân thiết cảm thấy cổ phong trên người sát lục chi khí đáng sợ. Sát chi ý cảnh, người này tu hành đúng là sát chi ý cảnh. Lý Thuận nhìn thấy cảnh này, ánh mắt biến hóa, trong mắt mang theo vẻ kinh dị. Bởi vì mọi người đều biết, sát chi ý cảnh cực kỳ khó có thể tu hành, rất dễ dàng chính là tổ hỏa nhập ma, lâm vào vô biên giết chóc bên trong, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, một cái vẻn vẹn thần linh cảnh tam trọng tu giả, tu có ý cảnh này. Oanh, vạn người chú ý phía dưới, hôi sắc trưởng ấn cùng ngũ xà thanh sát trưởng đối oanh ở cùng nhau. Đón lấy, chỉ thấy cái kia không rắn xanh giết trưởng, trực tiếp sụp đổ. Mà hôi sắc trưởng ấn, khi tức bất quá suy giảm ba thành, hung hăng đánh phía tả minh. Không, tả minh gặp vậy, sắc mặt đại biến, lập tức, lấy tu vi chống lên phòng ngự vòng bảo hộ. Oanh, đã thấy phòng ngự vòng bảo hộ ở giết chóc trường ấn phía dưới trực tiếp sụp đổ giết chóc trường ấn hung hăng đánh vào tả minh trên ngực tả minh xương ngực lập tức toàn bộ vỡ vụn cả người bay ngược mà ra sau đó té xuống đất lại cũng không đứng dậy được lần nữa một đòn miểu sát đan phong trước đó hoàn toàn tĩnh nghịch thật lâu mới bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng nghị luận làm sao có thể cái này phong lạc trần rõ ràng chỉ có thần linh tam trọng một đòn miểu sát thần linh tứ trọng quả thực không thể tưởng tượng hắn tu luyện là sát trị ý cảnh hắn làm sao làm được tất cả mọi người nhìn về phía cổ phong trong mắt vẻ coi thường đã ít đi rất nhiều có thể vượt cấp mà chiến người bọn họ không phải không gặp qua nhưng vượt cấp mà chiến còn có thể miểu sát đối thủ đây quả thực chưa từng nghe thấy bên này hồng kiều nhìn về phía cổ phong hưng phấn mở miệng phong sư đệ từ hôm nay người chính là ngoại môn người thứ nhất nghe đến lời này đám người lúc này mới nhớ tới đích xác cái này tả minh là ngoại môn người thứ nhất, cổ phong miểu sát tả minh, lấy tu vi lại là ngoại môn đệ tử phạm trù, như thế hắn quả nhiên là ngoại môn người thứ nhất. Hỗn trướng, ai đi phế đi hắn, chu khai nguyên gầm thét, giờ khắc này, một tên tu giả trực tiếp đi ra. Tu vi, thần linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, hiển nhiên là một tên nội môn đệ tử, lại chiến lực cực kỳ không tầm thường. Cổ phong nhìn thấy cảnh này, lại là lắc đầu, nội môn đệ nhất nhân ở đâu, đi ra đánh một trận. Cái gì, đám người trong lúc nhất thời đều có điểm phản ứng không kịp. Cái này phong lạc trần bất quá là thần linh tam trọng A, có thể đánh bại thần linh tứ trọng, đã để người bất khả tư nghị. Hiện tại, hắn vậy mà xem thường thần linh ngũ trọng tu giả, trực tiếp khiêu chiến thần linh lục trọng, mà lại còn là khiêu chiến thần linh lục trọng đỉnh phong nội môn đệ nhất nhân. Tiểu tử, đây là người tự tìm chết, giờ phút này, một đạo hét lớn chuyển đến, liền nhìn một tên bắp thịt cả người nhô lên trung niên nam tử, từ trong đám người, vọt thẳng ra hắn tay cầm một căn đen nhánh trường mâu nhìn về phía cổ phong mở miệng chính là một tiếng quát lớn nội môn đệ nhất trang thạch ở đây lời vừa nói ra hắn tay cầm trường mâu chính là hướng về cổ phong vào thẳng đi xông ra tầm đó tầm đó hắn trường mâu này phía trên một cái hỏa chữ hiện lên chữ này xuất hiện trong nháy mắt trường mâu kia phía trên trong nháy mắt bốc cháy lên màu đỏ hỏa diễm tự luyện thần binh trong lúc nhất thời mọi người tại đây cũng là hưng phấn lên tự luyện thần binh đây cũng không phải là sự tình đơn giản, bình thường chỉ có chỉ có tu vi chỉ ít đạt tới thần linh thất trọng hạch tâm đệ tử, mới có thể chân chính tu luyện ra. Cái này trang thạch không hổ là nội môn đệ nhất nhân, thần linh lục trọng tu vi, chính là đã tu luyện ra. Từ luyện thần binh, có thể để chiến lược bạo tăng. Bây giờ, đừng nói là đối mặt thần linh tam trọng cổ phong, dù cho đối mặt thần linh thất trọng tu giả, trang thạch đô dám một trận chiến. Tới tốt lắm, nhưng mà, cổ phong trên mặt lại không có mọi người trong tưởng tượng kinh hoàng, mà là mang theo nụ cười. Tự luyện thần binh phương pháp, cổ phong tu hành về sau, một mực không biết được, bản thân như vậy phương pháp tu hành, uy lực làm sao. Hôm nay, chính là đến nghiệm chứng thời điểm, đón lấy, tại mọi người khó tin ánh mắt, cổ phong vươn một ngón tay. Đây, trong đầu mọi người đều mộng, trước đó đối với chiến thần linh tứ trọng tả minh, cái này phong lạc trần vẫn là một trường ứng đối. Mà đối mặt cao hơn hai giai, tu vi thần linh lục trọng đỉnh phong, nội môn đệ nhất trang thạch, cái này phong lạc trần vậy mà vẻn vẹn dùng một ngón tay. Đây cũng quá qua điên cuồng một chút ga, tiểu tử, người thật sự muốn chết, trang thạch nhìn thấy cảnh này, chỉ cho rằng cổ phong ở khinh thị hắn, trong mắt trong nháy mắt nội ý mọc lan tràn, trong tay hỏa diễm trường mâu, hung hăng đánh xuống. Nhất tự, sát kiếp chỉ, đối mặt khí thế kinh khủng hỏa diễm trường mâu, cổ phong mở miệng, một cái hôi sắc sát tự, hiện lên trên ngón tay, bấm tay một điểm. Oanh, cổ phong đầu ngón tay chỗ điểm chỗ, không khí trong nháy mắt nổ tung. Khủng bố sát lục chi khí, gào thét mà ra, biến thành ngọn lửa màu xám. Một chỉ này, xinh xinh chống đỡ cái kia hỏa diễm trường mâu. Bành, chỉ thấy cái kia hỏa diễm trường mâu phía trên hỏa diễm, lại là ở một chỉ này phía dưới, cực tốc sụp đổ đến. Trường 3008, lôi hà xuất chiến. Hỏa diễm sụp đổ, cổ phong một chỉ này hung hăng đè ở trường mâu kia phía trên. Để cho người ta càng thêm khó có thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Giang giác, chỉ thấy, trường mâu này phía trên, đúng là bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, đón lấy, cái này vết giản, đúng là cực tốc khuếch tán lên. Bành, trường mâu, đúng là trực tiếp sụp đổ, đây chính là linh giai thượng phẩm linh bảo, có thể đủ tiếp nhận thần linh cảnh lục trọng đỉnh phong tu giả, một kích toàn lực, lại bị cổ phong một chỉ hỏng mất. Một chỉ này uy lực, đến cùng khủng bố đến mức nào? Phốc, bản mệnh bảo vật sụp đổ, trang thạch trong miệng máu tươi chảy xuôi, giờ phút này trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Cũng ở hắn cái này hoảng hốt thời khắc, cổ phong một chỉ này, cực tốt mà tới, chống đỡ ở mi tâm của hắn. Ngón tay này phía trên, hôi sắc sát tự, tản ra trận trận hàn khí, tiến thêm một bước, liền có thể phá mở trang thạch đầu. Ngươi, bại, bình thản ngữ, ở trang thạch vang lên bên tai, nhìn trước mắt một căn này hiện lên, giết, chữ ngón tay, trang thạch trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, tự luyện thần thể, ngươi, ngươi. Giờ phút này, tất cả mọi người tại chỗ, ánh mắt cũng là đờ đẫn trạng thái. Tự luyện thần binh, là đem ý cảnh ngưng chữ, luyện hóa vào trong bảo vật, tăng cường bảo vật uy lực. Mà tự luyện thần thể, tên như ý nghĩa, chính là đem ý cảnh ngưng chữ, luyện hóa vào bản thân thân thể, nhưng loại này thủ đoạn, thất tự tông tiền bối rất nhiều người thử qua, mặc dù uy lực khủng bố, nhưng cực ít có người có thể thành công, về sau bởi vì rất nhiều người vì tu hành phương pháp này mà chết, cái này thậm chí trở thành một cái cấm kỵ. Ai cũng không thể nghĩ đến, người trước mắt vẻn vẹn thần linh cảnh tam trọng tu vi vậy mà có thể tu luyện ra tự luyện thần thể thủ đoạn tự luyện thần thể vượt tam giai bại địch lấy thần linh tam trọng tu vi đánh nổ linh giai thượng phẩm thần bảo lý thuận thấy một màn như vậy đối cổ phong khinh thị đã không còn sót lại chút gì giờ phút này hắn hiểu được vì sao vị kia để cho mình tham dự chuyện này trước đó cổ phong đánh tan tả minh hắn cũng không quá để ý nhưng bây giờ đối phương có thể vượt tam giai mà chiến Hắn sau này nếu như tu vi đạt tới thần linh cảnh ngũ trọng, bản thân cực khả năng cũng không phải đối thủ. Giờ khắc này, Cổ Phong thu ngón tay về, trang Thạch trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngay sau đó hóa thành cảm kích, ôm quyền đối Cổ Phong nói: "Tạ Phong sư huynh hạ thủ lưu tình, từ hôm nay, trang mỗ lập xuống lời thề, sau này tuyệt sẽ không tiếp tục cùng Phong sư huynh là địch." Tông môn, cường giả vi tôn, cho dù Cổ Phong là ngoại môn, nhưng bây giờ, đánh tan nội môn đệ nhất nhân, hắn từ hôm nay chính là nội môn đệ nhất nhân lại hôm nay trang thạch tới cửa khiêu khích xuất thủ trước toàn lực ứng phó cổ phong cổ phong hoàn toàn có thể trọng thương trang thạch dù cho cắt ngang hai chân hai chân cũng sẽ không vi phạm lần đầu tông môn luật lệ mà cổ phong lại không có đây tuyệt đối là quân tử phong thái ở đây không ít người trong lòng cũng vì đó tán thưởng giờ phút này trang thạch nhìn về phía chu khai nguyên cùng ma liên sơn mở miệng chu sư đệ ma sư đệ xin lỗi việc này trang mỗ rời khỏi lời nói tầm đó, trang thạch rời đi, không kiêu giờ phút này, trong mắt tràn đầy hưng phấn mở miệng, phong sư đệ, a, à, không, phong sư huynh, người bây giờ là nội môn đệ nhất nhân, mọi người tại đây không ngừng cảm thán, cái này nhưng bọn hắn trong tưởng tượng kịch bản hoàn toàn không giống a, phong lạc trần chẳng những không có bị ngược, ngược lại thân phận tiêu thăng trực tiếp thành nội môn đệ nhất nhân, đây là đám người nằm mơ đều không nghĩ tới, phế vật, chu khai nguyên đều nhanh muốn chọc giận điên, hôm nay. Bản thân rõ ràng là đến dẫm người, làm sao trở thành như vậy kết quả? Cổ Phong giờ phút này, tâm tình cũng là không sai, hắn không nghĩ tới tự luyện thần binh vận dụng ở nhục thân bên trên, có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy tu vi. Ngay sau đó, nhìn về phía Chu Khai Nguyên đám người, cái tiếp theo. Lời nói này rơi xuống, đúng là không có người nào dám đứng ra. Nói đùa, nguyên bản nội môn đệ nhất nhân trang thạch đều thua, mặt khác thần linh cảnh nội môn ngoại môn đệ tử, nào dám đi ra chịu chết? cùng tiến lên, ma liên sơn mở miệng, ha ha, phong sư huynh như thế mạnh mẽ, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Không biết mới nội môn đệ nhất nhân, còn có cái gì cường hoành thủ đoạn. Ta cũng thử xem, nghe thấy lời này, lập tức, 10 cái thần linh ngũ trọng, lục trọng nội môn đệ tử, trong mắt lóe lên kiên quyết y tứ, trực tiếp cùng một chỗ vọt ra. Không kiêu nhíu mày, liền muốn mở miệng, cổ phong lại là trước một bước mở miệng, tay chân không có mắt, đao kiếm vô tình, nếu là người nhiều, ta có thể không thể chú ý nhiều như vậy, nếu như đánh cho đến tản phế mấy cái, xin đừng trách." Lời nói tầm đó, một trận sát khí bỗng nhiên từ Cổ Phong trên người tản mạn ra. Cổ Phong mặc dù vẻn vẹn thần linh cảnh tam trọng, nhưng là từ thứ nguyên giới quật khởi, một đường đến nay, sát phạt vô số, trên người tích lũy sát khí, căn bản cũng không phải là những cái này ra đời chính là tiên đạo tu vi thần giới bản thổ tu giả có thể so sánh được. Cảm giác được cái này kinh khủng sát khí giáng lâm, mười mấy cái nội môn đệ tử thân thể bỗng nhiên dừng lại. Sát ý này, quá kinh khủng, bọn họ nghĩ tới trước đó cổ phong chống đỡ ở trang thạch mi tâm một chỉ. Người trước mắt, đã thả ra ngoan thoại, cho dù đám người bọn họ liều mạng thực có thể đánh bại đối phương, nhưng đối phương ra tay nếu hung ác, liền không biết ai muốn bị đánh tàn, thậm chí một cái thất thủ, bọn họ khả năng bỏ mình tại chỗ. Mọi người bất quá là vì lợi ích, cùng Chu Khai Nguyên Ma Liên Sơn cũng không phải quá mệnh giao tình, tự nhiên không cần thiết mạo hiểm. Lập tức, những người này, trên mặt lúng túng cười một tiếng nhao nhao lui ra phía sau toàn bộ về tới chu khai nguyên cùng ma liên sơn đằng sau một người đối mặt hơn trăm tu giả không có nửa phần bối rối liên tục đánh tan vài người đem tự tin giết chết để cho người ta không dám đứng ra đây là bực nào khí phách cùng chiến lược vừa bắt đầu vây xem mấy ngàn tu giả đáy mắt đối cổ phong đều tràn đầy khinh thường nhưng bây giờ toàn bộ biến thành thật sâu kính nể chu khai nguyên cùng ma liên sơn tức giận đến mặt đều muốn lục bọn họ minh bạch, hôm nay bọn họ nếu như không cách nào đánh tan cổ phong, vậy từ nay hai người bọn họ liền sẽ trở thành toàn bộ Tây Ngạn chê cười. Ma Liên Sơn nhìn về phía một bên, Lý Thuận mở miệng, "Lý sư huynh." Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đem ánh mắt tụ đến. Lý Thuận tu vi, thần linh bát trọng đỉnh phong, hạch tâm đệ tử người thứ nhất. Dù cho 10 cái trang thạch cũng không phải đối thủ. Lý Thuận không có mở miệng, bên cạnh hắn, hai tên thần linh thất trọng hạch tâm đệ tử bên trong một người chính là bước ra một bước việc này không cần lý sư huynh xuất thủ ta lôi hà liền có thể giải quyết người mở miệng dáng người khôi ngô trong mắt mang theo lãnh ngạo ý tứ hắn lập tức bước ra một bước cái này bước ra một bước trong nháy mắt dưới chân lôi quang lấp lóe hóa thành cuồn cuộn hồ quang điện khuếch tán ra lôi chi ý cảnh lôi hà thần linh cảnh thất trọng hạch tâm đệ tử trong nháy mắt đan phong trước đó lần nữa lâm vào tĩnh nghịch Mặc dù Lôi Hà là mới vừa tiến vào thần linh thất trọng không đến 100 năm, vốn lấy thực lực của hắn, đánh tan trang thạch cũng là dễ như trở bàn tay. Thần linh lục trọng cùng thất trọng, tranh lệch, cực kỳ to lớn. Lại, tất cả mọi người biết được, Lôi Hà tu hành là lôi trị ý cảnh, cực kỳ cuồng bạo. Lĩnh giáo phong sư đệ thủ đoạn, kim lôi côn, ra. Lôi Hà lời nói tầm đó, há to miệng rộng, trường 3009, chinh phục toàn trường. Lập tức, một căn cây tăm lớn nhỏ đồ vật từ trong miệng phi ra. Vật này phi ra, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt biến ảo hơn một trượng trường. Đây là một căn toàn thân đen nhánh côn sắt, hắn phẩm dai, thình linh cũng là linh dai thượng phẩm, lại tán phát khí tức, còn muốn vượt qua trước đó trang thạch trường mâu. Giết, lôi hà mở miệng, thân thể không động, thần hồn chi lực lại là thôi động đến cực hạn, bấm tay một điểm. Lập tức, cái kia đen kịt côn sắt phía trên, quang mang lóe lên. Một cái kim sắc, lôi chữ, lập tức hiện lên. Chữ này hiện lên trong nháy mắt, này côn đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt biến ảo dài trăm trường. Đồng thời, này côn phía trên, phổ biên kim sắc hồ quang điện, trực tiếp nổi lên. Lập tức, bạo phát ra cực kỳ hung mãnh khí thế, hướng về cổ phong hung hăng oanh sát đi. Tới tốt lắm, cổ phong trong mắt chiến ý điên cuồng. Năm đó, cổ phong tại phòng đấu giá thời điểm, cũng đối chiến qua thần linh thất trọng đối thủ, bất quá cũng là mượn nhờ cực phẩm thần bảo uy lực, nhưng hôm nay, cổ phong muốn lấy bản thân chiến lực thử nghiệm đối chiến. Lập tức, tại mọi người cơ hồ kinh ngạc đến ngây người ánh mắt, cổ phong lần nữa vươn một ngón tay. Cái này, tất cả mọi người giờ phút này, cảm giác cổ phong quá mức điên cuồng. Chẳng lẽ hắn không minh bạch thần linh thất trọng cùng thần linh lục trọng ở giữa tranh lệch sao? Người trước mắt, thế nhưng là lôi hà, không phải trang thạch. Tự đại cực kỳ, lấy một chữ chịu uy cũng không phải lôi hà đối thủ. Lý Thuận nhìn thấy cảnh này, trực tiếp kết luận, lôi hà nhìn thấy cổ phong bất cẩn như thế, cũng là lòng tin mười phần, ngươi, bại. Lời nói tầm đó, hắn hung hăng một điểm, cái kia dài trăm trượng kim lôi côn, giống như một căn lôi quang lấp lóe thông thiên trụ đồng dạng, hướng về phía cổ phong đập xuống giữa đầu. Cổ phong nhìn thấy cảnh này, trong mắt chiến ý điên cuồng, bấm tay hung hăng một điểm, hai chữ, sát kiếp chỉ. Oanh, lấy cổ phong làm trung tâm, khủng bố sát lục chi khí hóa thành cuồng phong gào thét mà lên. Cổ phong trên ngón tay, hai cái chữ xiết, thình lình hiện lên. Ngay sau đó, ngọn lửa màu xám trực tiếp bay lên, màu xám cho giết chóc chi hỏa cực tốc ngưng tụ, ở cổ phong ngón tay bên ngoài, ngưng luyện ra một căn, dài hơn một trượng hôi diếm cự chỉ. Hôi diếm cự chỉ phía trên, hai cái chữ giết, mang theo trước đó chưa từng có băng hàn chi ý. Bành, vạn người chú ý phía dưới, cổ phong một chỉ, hung hăng điểm vào cái kia lôi điện cự côn phía trên. Cổ phong nhục thân chi lực, thần hồn chi lực, giờ phút này cơ hồ trong nháy mắt bị rút khô. Một chỉ này, uy lực đạt đến trước đó chưa từng có cực hạn. Nhị tự sát kiếp chỉ uy lực, khoảng cách bộc phát. Bành bành bành, tại mọi người cơ hồ trong ánh mắt đờ đẫn, cái kia dài trăm trượng lôi điện cự côn chấn động mạnh một cái. Đón lấy, ầm vang sụp đổ, lấy lôi chi ý cảnh tự luyện thần binh linh giai thượng phẩm thần bảo, vậy mà, một đòn hỏng mất. Tất cả mọi người trong đầu oanh minh cực kỳ, đạt đến cực hạn. Lý Thuận ánh mắt, cơ hồ ngốc trệ, hai chữ, hắn vậy mà ngưng luyện hai chữ, ở tông môn, thần linh cửu trọng truyền thừa đệ tử phía dưới, chưa từng có một người có thể luyện hóa hai chữ. Giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người cũng là khiếp sợ và vô cùng nghi hoặc. Bọn họ đều biết được, cái này phong lạc trần tiến vào tông môn, mới bất quá hai tháng A. Làm sao có thể đem thất tự tông độc môn thần thông, tu luyện tới trình độ như vậy, chẳng lẽ hắn là tây ngạn chi chủ con riêng hay sao? Mà ngay tại lúc đó, cái kia hồi diếm cự chỉ khí thế bất quá yếu bất năm thành, như cũ hướng về lôi hà hung hăng đánh tới coi lão tử là dễ đối phó sao lôi hà chấn kinh cực kỳ vung tay lên lập tức một cái mai rùa tấm chắn hiện lên cái này mai rùa trên tấm chắn lập tức lôi quang lấp lóe tấm thuẫn này lại cũng là một kiện linh giai thượng phẩm thần bảo hiển nhiên hạch tâm đệ tử giá trị bản thân đều là không tầm thường bành một chỉ này hung hăng đánh vào mai rùa trên tấm chắn mai rùa tấm chắn chấn động mạnh một cái lôi quang trong nháy mắt tiêu tán tiếp lấy vết dạn cực tốc khuếch tán cuối cùng cái này hôi diếm cự chỉ tiêu tán trong nháy mắt, mai rùa tấm chắn cũng là bỗng nhiên sụp đổ. Phốc, tấm chắn sụp đổ phía dưới, cái này khủng bố lực trùng kích hung hăng đụng vào lôi hà trên thân. Lôi hà máu tươi cuồng phún, trực tiếp bay ngược mà ra. Cuối cùng, hắn đụng vào một gò núi phía trên, trọng trọng té xuống đất. Hắn sắc mặt trắng bạch, hiển nhiên, đã không có sức tái chiến. Bài, thần linh cảnh thất trọng, lôi hà, như cũ bại. Một đòn, như cũ một đòn. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, đã không phải là kính nể, mà là sợ hãi thán phục. Đây là một cái quái vật a, à. vẻn vẹn thần linh cảnh tam trọng, khả kích bại thần linh thất trọng tu giả, càng tứ trọng mà chiến, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Giờ phút này, Cổ Phong khóe miệng máu tươi tràn ra. Sắc mặt của hắn cũng là hóa thành trắng bệch, mặc dù một đòn đánh tan lôi hà, nhưng Cổ Phong thụ thương cũng là không nhẹ, lại nhục thân chi lực, tiêu hao rất lớn, thần hồn chi lực cũng là tiêu hao rất lớn ở không động dùng rất nhiều át chủ bài tình huống phía dưới đánh bại thần linh thất trọng đã là cổ phong cực hạn bất quá hôm nay đến trình độ này tất nhiên muốn có một cái kết quả cổ phong nhìn về phía chu khai nguyên đám người mở miệng đạm ngữ cái tiếp theo điên cuồng bực nào điên cuồng mọi người xem ra cổ phong đã trọng thương cơ hồ nỏ mạnh hết đà nhưng hắn như cũng không sợ hãi chút nào vẫn dám một trận chiến phong sư huynh phong sư huynh phong sư huynh phong sư huynh, phong sư huynh không biết ai trước mở đầu như núi kêu biển gầm truyền đến đệ tử vây xem vừa bắt đầu là kiêng kỵ chu khai nguyên cùng ma liên sơn sau lưng thần vương lão tử nhưng bây giờ mọi người đã hoàn toàn bị cổ phong cảm nhiễm chưa bao giờ mảnh đến kinh ngạc từ kinh ngạc đến kính nể từ kính nể đến sợ hãi thán phục từ sợ hãi thán phục đến sùng bái ai cũng có một cái thiên kiêu mộng cổ phong vẻn vẹn thần linh tam trọng hôm nay làm ra tất cả đã là một kỳ thích ở hắn đánh tan thần linh thất trọng lôi hà về sau cơ hồ chín thành chín đệ tử hoàn toàn bị cổ phong chinh phục chu khai nguyên cùng ma liên sơn mặt đã thành màu gan heo bọn họ hôm nay là vì dẫm bạo cổ phong lại không nghĩ rằng hiện tại thành tựu cổ phong như thế uy danh phong lạc trần ta lỗ vân đến chiến ngươi lý thuận một bên một cái khác thần linh cảnh thất trọng tu giả trong mắt tinh mang lấp lóe trực tiếp bước ra một bước lỗ vân thần linh thất trọng đỉnh phong hạch tâm đệ tử chiến lực ở lôi hà phía trên giờ phút này Lỗ Vân mở miệng thời khắc, trong tay chính là nổi lên một chuôi hoàng kim cây quạt, này cây quạt triển khai trong nháy mắt, biến thành 16 chuôi kim sắc lợi nhật, vần quanh ở lỗ vân quanh thân bên ngoài. Lỗ Vân nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh, ta đây thần bảo, biến hóa ngàn vạn, ở linh giai thượng phẩm thần bảo bên trong, là người đứng đầu tồn tại, hiện tại nhận thua, ta có thể vì ngươi nói một chút, thiếu cắt ngang ngươi một cái chân. Mọi người thấy cảnh này, ánh mắt biến hóa. Lỗ Vân thực lực không nói, hắn cái này 16 hoàng kim phiến có thể hóa 16 chuôi kim nhận, quỷ dị khó lường, loại người bình thường, căn bản là không có cách chống đối. Thần bảo sao, ta cũng có, cổ phong nhàn nhạt một câu, lập tức vung tay lên. Trong nháy mắt, một khối lam sắc gạch băng chính là phi ra, này gạch băng vừa bay ra, lúc này liền là tản ra một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy. Đón lấy, hắn đón gió mà lớn dần, 10 trường, 100 trường, 1.000 trường, trường ngàn trường chiều dài gạch băng, trôi lơ lưỡng ở giữa không trung, khủng bố hàn khí tràn ngập phía dưới, bốn phía nhiệt độ không khí cũng là giảm xuống mười mấy độ. Chương 3010, Lý Thuận xuất thủ, lỗ vân quanh thân kim nhận, thậm chí cũng là hơi hơi chấn động lên, vậy mà hơi hơi run rẩy. Như vậy bảo uy, đây là linh giai cực phẩm thần bảo, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cổ phong thiên tư, mọi người đã kiến thức, nhưng nội tình, bây giờ là chân chính kiến thức đến. Cực phẩm bảo vật, là cực kỳ thưa thớt. Ở toàn bộ Tây Ngạn hơn 10 vạn đệ tử bên trong, trừ bỏ thánh tử Tây Môn Thanh Hổ, truyền thừa đệ tử người thứ nhất Lý Thiên Giao, cùng có được nhất phong tư nguyên ôn hiểu mộng bên ngoài, ai cũng không có cực phẩm bảo vật. Bởi vì loại vật này, không phải thần thạch liền có thể mua được, có thể có một kiện tiện tay cực phẩm bảo vật, đó là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Mà trước mắt cổ phong, chỉ có thần linh tam trọng, liền có một kiện cực phẩm thần bảo, đây quả thực, liền có thể dùng xa xỉ để hình dung. Không ít người, trong mắt đều xuất hiện vẻ hâm mộ. Ma Liên Sơn cùng Chu Khai Nguyên giờ phút này, đầu đều có điểm choáng váng. Bọn họ đều là thần vương chi tử, mà đã như thế, bọn họ cũng không có cực phẩm thần bảo mang theo, mà người trước mắt, không phải lẻ loi một mình đến đây thất tự tông sao, không phải là không có bối cảnh sao. Làm sao có được như thế nội tình, đến, động thủ đi, cổ phong nhìn về phía ở hàn băng gạch dưới sự uy áp, sắc mặt đã trở nên khó coi lỗ vân, lau đi khóe miệng huyết thủy, lạnh nhạt mở miệng. Chu Khai Nguyên gặp vậy, lập tức nói lốt sư huynh hôm nay ngươi nếu đánh bại phong lạc trần ta liền để phụ thân thu ngươi làm ký danh đệ tử ta sẽ vì ngươi đòi hỏi mười mai linh cực đan ma liên sơn cũng là mở miệng cổ phong không vận dụng cực phẩm thần bảo đều đánh tan lôi hà giờ phút này lại có cực phẩm thần bảo mang theo lúc đầu lỗ vân trong lòng có chút nửa đường bỏ cuộc nhưng nghe đến chu khai nguyên cùng ma liên sơn mà nói lập tức nhìn về phía cổ phong trong mắt tràn đầy điên cuồng ý tứ cắn răng mở miệng, dù cho ngươi có một cái linh giai cực phẩm thần bảo lại như thế nào, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, ta chính là trạng thái đỉnh phong, vẫn có thể thắng ngươi. Lời nói tầm đó, lỗ vân tu vi khí thức bộc phát đến cực hạn, quanh thân 16 chuôi kim nhận vần quanh phía dưới, cả người hướng về cổ phong, điên cuồng phóng đi. Ta đích xác là nỏ mạnh hết đà, nhưng người nào nói cho ngươi, ta chỉ có một kiện linh giai cực phẩm thần bảo. Cổ phong nhàn nhạt một câu, vỗ túi càn khôn, ông, lập tức, Cổ phong túi càn khôn một trận, miệng túi, lập tức phóng xuất ra vô biên kim quang. Một cỗ, thuộc về linh giai cực phẩm thần bảo khí tức, trong nháy mắt lần nữa tản mạn ra. Đây là kim ngọc thần cốt khí tức, cổ phong không có đem hắn từ trong túi càn khôn xuất ra, nhưng kim ngọc thần cốt chính là cực kỳ hiếm hoi bảo vật, phóng thích ra uy áp, còn đang hàn băng gạch phía trên. Cái kia hướng về cổ phong vào tới khí thế điên cuồng lỗ vân, thân thể bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía cổ phong, trong mắt tràn đầy trước đó chưa từng có không thể tin, ngươi, ngươi lại có hai kiện linh giai cực phẩm thần bảo. Ngươi nếu tiếp tục suy nghĩ một trận chiến, ta khả năng còn có kiện thứ ba. Cổ phong nhàn nhạt một câu, cái này, cái này phong lạc trần, đến cùng thân phận gì? Hắn cái này nội tình, cũng quá kinh khủng đi, ở ta thất tự tông đệ tử bên trong, chỉ có đông ngạn thánh nữ cùng ta tây ngạn thánh tử đều là có hai kiện cực phẩm thần bảo, cái này phong lạc trần nội tình, vậy mà đã cùng thánh tử một cái cấp bậc. Chẳng lẽ, hắn thực sự là ngạn chủ đại nhân, trước kia lưu lạc bên ngoài con riêng hay sao? Hắn nói hắn còn có thể có kiện thứ ba, hắn đến cùng có mấy món A. À. Toàn bộ hiện trường điên cuồng, tư chất chiến lực, khủng bố tuyệt luân, có thể vượt tứ dai mà chiến. Bây giờ, có nội tình tài nguyên, lại có thể so với thánh tử. Hôm nay cổ phong mang cho mọi người trùng kích, để đầu người cũng là choáng váng lên. Không biết lỗ sư huynh thủ đoạn, ra tay đi. Cổ phong nhìn về phía vẻ mặt táo bón lỗ vân, mở miệng một câu lỗ vân nhìn lên bầu trời bên trong khí thế kia kinh khủng hàn băng gạch vừa nhìn về phía cổ phong trong túi càn khôn thả ra trận trận kim quang chỉ cảm thấy tê cả ra đầu nếu như một kiện cực phẩm bảo vật hắn còn có thể liều đối phương hai kiện linh giai cực phẩm thần bảo bản thân dù là có cơ hội thủ thắng sợ rằng cũng phải bị đánh gần chết lập tức lỗ vân lúng túng cười một tiếng phong phong sư huynh nói đùa sư đệ ta sao là đối thủ của ngươi vừa mới cũng là hiểu lầm hiểu lầm lời nói tầm đó Lỗ Vân cực tốc lui về, ngay sau đó nhìn về phía Ma Liên Sơn, Chu Khai Nguyên cùng Lý Thuận ba người nói, hai vị sư đệ, Lý sư huynh, chuyện hôm nay, xin lỗi, lỗ mỗ rời khỏi. Lời nói tầm đó, Lỗ Vân chính là cực tốc lui ra phía sau, cấp tốc cùng Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn đám người kéo dài khoảng cách. Lỗ Vân không ngốc, Cổ Phong hôm nay cho thấy những cái này nội tình, đã có thể so với thánh tử, hắn thân phận tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn sau lưng có thần vương hắn nhưng không có người dựa vào tranh đoạt vũng nước đục này đối mình cũng không có chỗ tốt cái kia chu sư huynh ta đột nhiên vang lên ta còn có chút việc đi trước một bước ấy nha ta hôm nay đáp ứng hảo hữu đi săn giết yêu thú ta đi trước đúng 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 ta cũng có việc giờ phút này cùng lỗ vân một dạng phỏng đoán người đã có rất nhiều bọn họ đều đã không muốn tham dự việc này trong lúc nhất thời đi theo lỗ vân đến hơn trăm tu giả nhao nhao rời khỏi trong lúc nhất thời Cuối cùng, chỉ còn lại có Chu Khai Nguyên, Ma Liên Sơn cùng Lý Thuận ba người. Vây xem tu giả, đã đạt đến mấy vạn nhiều, nhìn thấy cảnh này, nhao nhao thổn thức, hơn trăm người đối một người, lại là như vậy kết quả. Lý Sư Huynh, Chu Khai Nguyên thấp giọng mở miệng, Ma Liên Sơn cũng là nhìn về phía Lý Thuận. Lý Thuận giờ phút này trên mặt cũng là mang theo xoắn suýt, theo đạo lý mà nói, loại chuyện này, hắn cũng không muốn tham dự, nhưng hắn là phụ mệnh mà đến, hôm nay không thể không ra tay. Nghĩ tới đây, Lý Thuận trên người, thần linh bát trọng đỉnh phong tu vi, trực tiếp bộc phát ra. Hạch tâm người thứ nhất, trong vòng trăm năm, nhất định thành truyền thừa đệ tử. Lý Thuận thực lực, viễn siêu Lỗ Vân, Cổ Phong sắc mặt âm trầm, lấy Cổ Phong tính ra, bản thân bây giờ chỉ có thể thôi động Hàn Băng gạch bộc phát một đòn, trước đó đánh tan Lôi Hà đã là liều toàn lực, bây giờ nghĩ đánh bại Lý Thuận tuyệt đối không có khả năng. Bản thân nghĩ đánh bại thần linh bát trọng tu giả, trừ phi không chút nào tàng tư, vận dụng bản thân tất cả mặt khác át chủ bài. Nhưng một vài thứ, cổ phong không muốn cái này sao đã sớm triển lộ ra, cái này rất dễ dàng bị người hữu tâm phát giác, cái này thần giới bên trên, bản thân cửu ra thế nhưng là không ít. Cũng ở cổ phong bên này, có chút xoắn suýt thời điểm, Lý Thuận động. Ra, lời nói tầm đó, Lý Thuận vừa lật tay, một mai cổ ấn, chính là hiện lên. Này ấn, khí tức bất phàm, mặc dù không phải linh giai cực phẩm thần bảo, nhưng ở linh giai thượng phẩm bên trong, cũng là thuộc về người đứng đầu tồn tại. Này ấn vừa ra, chính là cực tốc biến hóa, trong nháy mắt biến ảo 10 trượng vuông vắn. Trên đó, một cái, nặng, chữ hiện lên, tự luyện thần binh, trọng chi ý cảnh, đồng thời, lý thuận không chút do dự, đem thần lực của mình, toàn bộ quán thâu ở đây ấn. Mặc dù bảo vật của hắn phẩm dai không bằng cổ phong, nhưng có ý cảnh luyện chữ gia trì, hơn nữa hắn tu vi cao, thần lực hùng hậu viễn siêu cổ phong, hắn có lấy niềm tin tuyệt đối, đem cổ phong nhất cử đánh tan ta xem ngươi, làm sao chống đối, đi. chương 3011, Lão Đại, Lý Thuận mở miệng phía dưới, cái kia cổ ấn, hướng về cổ phong, chính là cực tốc oanh sát đi. Cổ phong gặp vậy, lập tức nhíu mày, đã chuẩn bị vận dụng một chút hát chủ bài, bất kể như thế nào, hôm nay mình không thể bại. Mà cũng ở cổ phong chuẩn bị lúc động thủ, một đạo hét lớn, tùy theo truyền đến. Lý Thuận, người gan chó thật là lớn, lời nói tầm đó, chỉ thấy một bóng người cực tốc mà tới, ngăn tại cổ phong trước người hơn một trượng chỗ. Nhìn về phía cái kia hướng về cổ phong đập tới cổ ấn, người này, không nói hai lời, nâng lên một trường, trực tiếp đánh ra. Một trường này phía dưới, thân lực gào thét, hung hăng đánh vào cái kia cổ ấn phía trên. Oanh, cổ ấn rung động, trực tiếp bay ngược mà ra. Phốc, bảo vật trọng thương, lý thuận nơi này, trực tiếp phun một ngụm máu tươi ra ngoài, hắn nhìn về phía người tới, trong mắt tràn đầy vẻ nổi giận, thanh sư huynh, người đây là ý gì? Thần linh bát trọng, cho dù là thần linh bát trọng đỉnh phong, cho dù là hạch tâm người thứ nhất, nhưng cùng thần linh cửu trọng so sánh, cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Thần linh bát trọng đến thần linh cửu trọng, cực kỳ khó khăn, trong lúc đó có một cái cự đại bình cảnh. Một khi bước vào thần linh cửu trọng, thần lực từ trạng thái khí bắt đầu chậm rãi cố hóa, uy lực tăng gấp bội, chiến lực viễn siêu thần linh bát trọng, đây cũng là vì sao, chỉ có thần linh cửu trọng đệ tử có thể vào trưởng lão môn hạ. Toàn bộ Tây Ngạn cũng chỉ có 13 cái thần linh cửu trọng truyền thừa đệ tử, từng cái cũng là trong mắt mọi người thiên tri kiêu tử. Bọn họ ngày bình thường, cơ bản đều đang khổ tu, cực ít tham dự bình thường đệ tử tranh đấu. Cho dù là Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, bọn họ dựa vào cha mình thân phận, muốn mời thần linh cửu trọng truyền thừa đệ tử xuất thủ đều khó có khả năng. Giờ phút này, Lý Thuận kỳ quái, vì sao thanh sầu, sẽ ra tay. Bái kiến thanh sư huynh, giờ phút này, mọi người tại đây, nhìn thấy thanh sầu dáng lâm, nhao nhao ôm quyền bái kiến. Truyền thừa đệ tử là tông môn căn cơ, tất cả bình thường đệ tử, một khi gặp được, đều muốn khách khí bái kiến. Lúc này, đối mặt mọi người tại đây bái kiến, thanh sầu lại là không có chút nào đáp lại, tại mọi người cực kỳ ánh mắt kinh ngạc bên trong, thanh sầu đi tới cổ phong trước mặt, ôm quyền cung kính mở miệng, lão đại, tiểu thanh tới chậm. Cái gì, trong đầu mọi người cũng là ôm một tiếng, cái này, cái này, cái này, mọi người giờ phút này, tập thể đều lộn xộn Thanh sầu thế nhưng là truyền thừa đệ tử A, truyền thừa trong 13 người, xếp hạng đệ cửu tồn tại. Vậy mà gọi phong lạc trần lão đại, một cái thần linh cửu trọng truyền thừa đệ tử, gọi một cái thần linh tam trọng ngoại môn đệ tử, lão đại. Giờ phút này, mọi người có loại cảm giác nằm mộng. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, mặt đều xanh, bọn họ là cùng cổ phong cùng một chỗ vào tông, lúc này mới hơn hai tháng, ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh coi như xong, làm sao trả thua một cái thần linh cửu trọng truyền thừa đệ tử làm tiểu đệ. Cái này không phù hợp lẽ thường a. À. Đặc biệt, thanh sầu ở trước mặt Cổ Phong, tự xưng tiểu thanh. Thái độ này khiêm tốn tới cực điểm, truyền thừa đệ tử, hạng gì kiêu ngạo có thể làm ra cử động như vậy, giải thích hắn là khăng khăng một mực đi theo Cổ Phong. Tư chất, chiến lực, tài phú, thủ hạ, hiện tại vây xem rất nhiều đệ tử, đối Cổ Phong bội phục đã đạt đến đầu dạp xuống đất cấp độ. Một cái thần linh tam trọng ngoại môn đệ tử có thể lăn lộn đến trình độ như vậy, đây quả thực là muốn nghịch thiên a. À không sao, vừa mới tùy tiện cùng bọn hắn qua hai chiêu. Cổ phong nhàn nhạt một câu, lão đại, người bị thương, thanh sầu thấy được cổ phong vết máu ở khóe miệng, trong nháy mắt nội ý bộc phát, quay người chính là hướng về phía Lý Thuận nhìn lại, gào thét mở miệng, ngươi dám làm tổn thương ta lão đại. Cổ phong đối với thanh sầu, nói là ân tái tạo cũng kém không nhiều, như không cổ phong, hắn làm sao có thể trở thành triệu trưởng lão duy nhất truyền thừa đệ tử, có thể nào lấy được bây giờ tài nguyên. Giờ phút này, thanh sầu giật không, không, banh banh banh, căn bản không cho Lý Thuận cơ hội nói chuyện, thanh sầu chính là phi thân mà tới, như sách con gà con đồng dạng, đem Lý Thuận sách lên, ngay sau đó, điên cuồng hướng xuống đất đập tới. Lý Thuận thân thể, không ngừng hung hăng va chạm trên mặt đất, phát ra nổ thật to thanh âm. Quá tàn bạo, thanh sầu nhìn xem nhã nhận, chẳng ai ngờ rằng, hắn động thủ, như thế tàn bạo. Cổ phong nhìn thấy cảnh này, lại là rất tinh tường, cái này cùng lúc trước triệu trưởng lão ngược lý trưởng lão thời điểm không sai biệt lắm a à, nhìn đến cái này thanh sầu đã rất được triệu trưởng lão dạy bảo oanh cuối cùng lý thuận bị hung hăng nhập vào đại địa trong nháy mắt xương cốt gãy không biết bao nhiêu cái hắn toàn bộ kịch liệt đau nhức phía dưới cơ hồ mất đi cái kia tiểu thanh a đánh nhầm hắn thật đúng là không làm bị thương ta cổ phong lập tức cười khổ giờ phút này bị đánh ý thức đều cơ hồ mơ hồ lý thuận một ngụm lão huyết suýt chút nữa phun ra ngoài mẹ nó đều nhanh cho lão tử đánh chết, mới nói sai người. Đó là ngươi, thanh sầu ánh mắt, trực tiếp chính là rơi vào nơi xa, còn nằm ở trên đất lôi hà. Đích thật là lôi hà tổn thương cổ phong, nhưng hắn thụ thương so cổ phong nặng A, vừa rồi đã ngất đi, giờ phút này mới vừa vặn thức tỉnh. Liền nhìn thanh sầu hướng về bản thân đánh tới. Không, lôi hà kêu thảm, nhưng hắn không phải phải triệu trưởng lão chân truyền tàn bạo thanh sầu đối thủ, kết quả cũng là bị đánh gãy không biết bao nhiêu cái xương cốt, lần nữa ngất đi tiểu thanh được cổ phong đạm ngữ bên này thanh sầu mới dừng tay chu khai nguyên cùng ma liên sơn trên mặt lại không nửa điểm huyết sắc dọa đến đều muốn đi tiểu cổ phong giờ phút này nhìn về phía chu khai nguyên cùng ma liên sơn nói chuyện của chúng ta cũng nên chấm dứt cũng ở cổ phong thoại âm vừa dứt nơi xa một đảo khẽ kêu chính là truyền đến phong lạc trần người coi tây ngạn không người trị được ngươi sao lời vừa nói ra đám người chỉ thấy một bóng người cực tốt mà đến người đến không phải người khác, thực sự là ôn hiểu mộng. Giờ phút này, ôn hiểu mộng còn khiêng cái kia so với nàng thân cao còn cao hơn một cái đầu cự đại phụ tử, đằng đằng sát khí hướng về cổ phong mà đến. Tỷ tỷ, không Kiều nhìn thấy cảnh này, lập tức liền muốn ngăn cản. Cút sang một bên, ngươi một cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Ôn hiểu mộng mở miệng, trực tiếp quang ra một tấm thần phù, đem ôn hồng kiều định trụ, thậm chí ôn hồng kiều liền mở miệng đều đã làm không được. Ôn hiểu mộng nhìn về phía cổ phong, âm thanh lạnh lùng nói, phong lạc trần, người mới vừa vào ta tây ngạn, liền bốn phía ức hiếp đệ tử, càng là lừa gạt muội muội ta, đem túi cản khôn đều cho ngươi, ngươi phải bị tội gì. Không kiều sư muội xác thực đem túi cản khôn cho ta, nhưng ta không có lừa gạt. Cổ phong đạm ngữ, ôn hiểu mộng trực tiếp mở miệng, nói năng bậy bạ, hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội, cái kia trong túi càn khôn, có một mai giá trị liên thành thần ngọc, đối ta cực kỳ trọng yếu, đưa nó trả lại, hôm nay ta không đánh tàn ngươi, bằng không thần ngọc đã bán mất cổ phong đạm ngữ hắn cũng không thể nói bị bản thân tuế nguyệt kiếm hấp thu a à. ngươi ngươi muốn chết ôn hiểu mộng lập tức giận nàng là một thần giữ của biết được một mai kia thần ngọc giá trị bao nhiêu trên thực tế hắn cũng không phải là cỡ nào hận cổ phong nếu là có thể đòi lại thần ngọc nàng cũng không muốn đả thương người nhưng nghe xong cổ phong kiếm nàng thần ngọc bán mất trong nháy mắt liền giận không nói hai lời ôn hiểu mộng mang theo cái kia bố chính là hướng về cổ phong chặt đi qua chương 3012, lại thu, ôn hiểu mộng cái này dìu bổ tới, trong nháy mắt biến hóa 10 trượng độ cao, tiếp lấy liền thả ra một cỗ mạnh mẽ uy áp. Linh dai cực phẩm thần bảo, thân làm có được một tòa thần phong nữ nhân, ôn hiểu mộng thân ra tuyệt đối bất phàm. Đồng thời, cái này trên búa lập tức thả ra lóa mắt kim quang, trên đó đúng là khoảng chừng hai cái chiến, chữ nổi lên. Tự luyện thần binh, lại còn ngưng luyện hai chữ, truyền thừa đệ tử bảng, chiến lực xếp hạng đệ tứ, tuyệt không phải là hư danh. Giờ phút này, tất cả mọi người tại chỗ đều cho rằng cổ phong sắp xong rồi. Thanh sầu truyền thừa đệ tử chiến lược bảng xếp hạng đệ cửu, xa không phải ôn hiểu mộng đối thủ, lại lúc này, thanh sầu muốn ngăn cản cũng không kịp. Cũng ở lúc này, một đạo hét lớn truyền đến, ôn hiểu mộng, ai cho ngươi lá gan, lời nói tầm đó, một bóng người, chớp mắt đã tới, trực tiếp ngăn tại cổ phong trước mặt. Đón lấy, người này trên cánh tay phải, xuất hiện một mặt tấm chắn. Cái này trên tấm chắn, trực tiếp nổi lên hai cái thổ chữ oanh cự phủ hung hăng đánh vào trên tấm chắn tấm thuẫn kia đúng là xinh xinh đem ôn hiểu mộng cái này điên cuồng một đòn chặn lại thấy rõ người tới khuôn mặt về sau đám người cực kỳ kinh ngạc nhiêu bộ đình cái này luôn luôn độc lai like độc vãng ở truyền thừa đệ tử bên trong thậm chí một người bạn cũng không có ra hỏa tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện còn vì phong lạc trần liều mảng như vậy nhiêu bộ đình hôm nay không có chuyện của ngươi ôn hiểu mộng nhìn thấy cảnh này lập tức nhíu mày, trong tay diều tăng lớn cường độ. Người nghĩ tổn thương hắn, trừ phi bước qua lão tử thi thể, cho ta lăn. Nhiều bộ đình hét lớn một tiếng, tấm chắn trong tay phía trên, trong nháy mắt thần lực bộc phát, hung hăng va chạm. Bành, cái kia cửa phủ, trực tiếp bị đụng bay mà về. Phốc, ôn hiểu mộng nơi này, khóe miệng máu tươi tràn ra. Mà nhiều bộ đình, giờ phút này cũng là lập tức trong miệng máu tươi phun ra. Giờ phút này, nhiều bộ đình mặt mày xám xịt, quần áo rác rưởi, trên người thậm chí còn có không ít vết thương hiển nhiên hắn vốn là có tổn thương trở về giờ phút này ôn hiểu mộng lại có linh giai cực phẩm thần bảo ở cho nên hai người chiến cái không phân cao thấp bằng không ngày bình thường nhiều bộ đình trạng thái đỉnh phong ôn hiểu mộng cũng không phải đối thủ đám người giờ phút này càng mộng nhiều bộ đình có tổn thương tình huống phía dưới còn như thế bảo hộ phong lạc trần hai người đến cùng quan hệ thế nào đón lấy để cho người ta gần như ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện chỉ thấy nhiều bộ đình bước nhanh đi tới cổ phong trước mặt trên mặt mang áy náy ý tứ nói lão đại thật xin lỗi ta không nên rời khỏi hại ngươi lâm vào hiểm cảnh cái gì tất cả mọi người tại chỗ đâu cũng là ông một tiếng lão đại nhiều bộ đình vậy mà cũng gọi phong lạc trần lão đại tất cả mọi người tu hành xem trong nháy mắt nhận lấy cực kỳ mãnh liệt trùng kích phải biết nhiều bộ đình có thể xa không phải thanh sầu có thể so thanh sầu chỉ là truyền thừa đệ tử đệ cửu mà nghiêu bộ đình thế nhưng là truyền thừa đệ tử bên trong, xếp hàng thứ hai tồn tại A, lại, nghiêu bộ đình vẫn không có bái nhập trưởng lão môn hạ, một mực bản thân tu hành, có thể nói, hắn nếu như bái nhập trưởng lão môn hạ, chiến lực tuyệt đối kinh khủng hơn, thậm chí có truyền văn, hắn tư chất so lý thiên giao đều mạnh hơn, gần với tây môn thanh hổ. Lại, nghiêu bộ đình ngày bình thường, kiêu căng khó thuần, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào làm bạn. Dạng này một người, vậy mà cũng đi theo phong lạc trần, một cái này vẻn vẹn thần linh tam trọng tu giả, tất cả mọi người, giờ phút này cũng là khó có thể tin. Không sao, cổ phong đạm ngữ, nhiều bộ đình lập tức lấy ra một cái hộp gấm, vẻ mặt hưng phấn mà đối cổ phong nói, lão đại, vật này cho ngươi. Đây là, cổ phong mở hộp gấm ra xem xét, trong đó đúng là một gốc 10 vạn năm niên đại tỉnh thần thảo. Lại nhìn về phía nhiều bộ đình cái kia một thân tổn thương, trong lòng xúc động, ngươi. Ta và Lý Thiên Giao từng có ân oán, cho nên chỉ có thể rời đi tông môn nghĩ biện pháp đáng tiếc ở hắc phong sơn mạch chỉ tìm được một bụi này nhiều bộ đình mở miệng cổ phong bị xúc động vừa bắt đầu nhiều bộ đình theo hắn hắn cũng không quá mức để ý mà lần này nhiều bộ đình biết được bản thân cần tỉnh thần thảo không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng đi hắc phong sơn mạch loại địa phương kia liều đến một thân thương thế vì chính mình cầm tới một gốc nuốt vào cổ phong hơi vung tay một mai linh cực đan trực tiếp ném cho nhiều bộ đình linh cực đan là cực kỳ vật quý trọng, dù cho truyền thừa đệ tử, một tháng cũng chỉ có thể chia được một mai. Nhiều bộ đình hữu tâm chối từ, nhưng nhìn thấy cổ phong ánh mắt, không có nhiều lời, đem viên thuốc này ăn vào, bắt đầu nhanh chóng chữa thương. Bên này, ôn hiểu mộng khóe miệng mang huyết, nhìn về phía cổ phong nơi này, trong mắt tràn đầy không cam lòng ý tứ, phong lạc trần, có bản lĩnh, chứa núp tại người khác về sau. Xem ra, người hôm nay rất không phục, cổ phong nhìn về phía ôn hiểu mộng, đạm ngữ, không phục ngươi mượn nhờ người khác thực lực ta đương nhiên không phục ôn hiểu mộng cắn răng mở miệng nàng có được một tòa thần phong thuở nhỏ đến bây giờ chưa bao giờ bị thua thiệt gì hôm nay ở cổ phong cái này ăn thiệt thòi quả thực ăn lớn thần ngọc không thấy không nói còn bị nhiêu bộ đình làm cho bị thương ngươi có tin hay không mười hơi bên trong ta có thể để ngươi phục lại phục phải cam tâm tình nguyện cổ phong đạm ngữ tất cả mọi người nghe đến lời này cũng là ngẩn ra đây là tình huống như thế nào cái này phong lạc trần cũng quá mức khinh thường rồi a à hát ôn hiểu mộng cùng hắn thù hận đã sâu như thế hắn còn muốn cho đối phương người hơi bên trong phục hắn điều này sao có thể ha ha nếu ngươi làm không được liền đem ngày đó lấy được hồng kiều trong túi càn khôn tài vật gấp người bồi thường với ta lại muốn đối ta quỳ xuống dập đầu nhận lầm ôn hiểu mộng lập tức cười lạnh mở miệng có thể cổ phong đạm ngữ lập tức nói nhưng nếu là ta làm được đây ngươi nếu làm đến ta Ôn hiểu mộng trong lòng cực kỳ kiêu ngạo, căn bản không nghĩ tới bản thân sẽ phục cổ phong. Lão đại nếu làm được, người sau này liền theo lão đại, làm lão đại tùy tùng. Không đợi cổ phong mở miệng, một bên nhiều bộ đình lập tức nói ra. Ôn hiểu mộng ngày bình thường, cũng là cao cao tại thượng, bản thân có được một tòa thần phong, viễn siêu bình thường truyền thừa đệ tử tồn tại, nhiều bộ đình trong lòng cũng là nghĩ, làm cho đối phương từ phía trên rơi xuống. Nghe, còn giống như không sai, cổ phong đạm ngữ, nhìn về phía ôn hiểu mộng, làm sao? Ha ha, tốt, ta xem ngươi, đến cùng làm sao để cho ta phục. Đừng nói người hơi, ta cho ngươi một trăm hơi thời gian, ta xem ngươi làm sao để cho ta phục. Ôn hiểu mộng cười lạnh, trực tiếp nhìn về phía cổ phong. Tiếp lấy, cổ phong đạm ngữ, hơi vung tay, lập tức, một cái túi càn khôn, hướng thẳng đến ôn hiểu mộng ném tới. Ôn hiểu mộng thần hồn chi lực quét qua, thấy rõ ràng trong túi càn khôn đồ vật, lập tức đầu ông một tiếng, lại nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi. Đón lấy, bên tai của nàng vang lên một trận cổ phong truyền âm. Nghe được cái này truyền âm về sau, sắc mặt nàng kịch biến, nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Mọi người tại đây không hiểu ra sao, nhìn xem Ôn Hiểu Mộng Phong phú khuôn mặt biến hóa, không biết xảy ra chuyện gì. Cổ Phong nhìn về phía Ôn Hiểu Mộng, đạm ngữ, mười hơi, "Đến, hiện tại, ngươi phục sao?" Ôn Hiểu Mộng trong mắt tràn đầy xoắn xuýt nhưng cuối cùng, nàng vẫn là cắn răng từng bước một hướng về cổ phong đi tới, cuối cùng trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, tại mọi người cực kỳ ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng ôm quyền mở miệng ôn hiểu mộng, bái kiến lão đại. chương 3013, sáu lộ bên ngoài. Cái này, yên tĩnh, trong nháy mắt yên tĩnh như chết, đám người mở to hai mắt nhìn, hôm nay cổ phong mang cho mọi người trùng kích đã đủ nhiều, rất nhiều người vốn đều chết lặng, nhưng trước mắt một màn, để bọn hắn lần nữa trong đầu oanh minh. Chọn vẹn hơn 10 hô hấp, toàn bộ đan phong trước đó, lặng ngắt như tờ. Đón lấy, như núi kêu biển gầm tiếng nghị luận, bộc phát ra. Ta trời ạ, à, ôn hiểu mộng, vậy mà cũng thần phục. Điều này sao có thể, vừa mới ôn hiểu mộng còn một bộ hận không thể xé nát phong lạc trần dáng vẻ à. Mười hơi, để cho người ta thần phục, hắn thi triển cái gì quỷ dị thủ đoạn. Thần linh tam trọng, ngoại môn đệ tử, có được ba cái truyền thừa đệ tử thủ hạ, cái này tất cả mọi người đã chấn kinh tới cực điểm đừng nói gần vạn năm cho dù là toàn bộ thất tự tông lịch sử phía trên cũng chưa từng xuất hiện qua chuyện ly kỳ như thế a à. chu khai nguyên cùng ma liên sơn giờ phút này cơ hồ ngồi liệt trên mặt đất bọn họ chỉ cảm thấy bản thân triệt để kết thúc hôm nay tất cả đối bọn hắn trùng kích quả thực là hủy diệt cái kia vừa mới từ hôn mê bên trong thức tỉnh lý thuận thấy một màn như vậy lần nữa hôn mê bất tỉnh cổ phong nhìn về phía ôn hiểu mộng bình thản mở miệng không cần đa lễ. Là, lão đại, ôn hiểu mộng mở miệng, ngay sau đó ngoan ngoán, đi tới cổ phong sau lưng, cùng như bộ đình cùng thanh sầu đứng chung một chỗ. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn biết rõ, sự tình đến trình độ này, bọn họ hôm nay lại không cơ hội xoay người. Hai người đã chuẩn bị thoát đi, giờ phút này, cổ phong lại là nhàn nhạt một câu, Chu Sư Đệ, Ma Sư Đệ, chúng ta ân oán, có phải hay không cũng nên chấm dứt. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, lập tức một trận. Chu Khai Nguyên nhìn về phía cổ Phong, cắn răng mở miệng. Phong Lạc Trần, người còn muốn thế nào? Người hôm nay trọng thương nhiều người như vậy, chúng ta ân oán cũng không xê xích gì nhiều a. À. Không sai biệt lắm, ta có thể chưa nặng tay với bất kỳ người nào, nhưng hôm nay ban đầu ta có thể nhớ kỹ các ngươi nói qua, muốn đánh gãy ta hai chân hai tay. Cổ Phong nhìn về phía Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, đáy mắt mang theo lãnh ý. Đối với dạng này người, cổ Phong nhất định phải một lần giải quyết, để bọn hắn triệt để nhớ kỹ. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Phổ thân ta là ma trưởng lão, ngươi, Ma Liên Sơn sắc mặt biến, làm cái gì? Tự nhiên muốn làm, trước ngươi nghĩ việc cần phải làm, còn có, ta không thích nhất bị người uy hiếp. Ngươi hai tay hai chân, hôm nay ta liền thu. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, quanh thân khí thế bỗng nhiên bộc phát. Mặc dù Cổ Phong hôm nay tiêu hao không nhỏ, nhưng giải quyết hai cái thần linh nhị trọng tu giả, như cũ dễ như trở bàn tay. Mọi người tại đây sắc mặt kịch biến. Hung tàn a à, cái này phong lạc trần quả thực quá hung tàn chu khai nguyên cùng ma liên sơn sau lưng đều là thần vương a à, ra hỏa này chẳng lẽ điên hay sao dù là có tông môn quy tắc ước thúc hắn nếu thật phế chu tê dại hai người hai người sau lưng thần vương lão tử cũng sẽ nổi điên cũng ở giờ phút này một đạo mang theo vài phần thanh âm diễu cợt truyền đến ha ha phong sư đệ người uy phong thật to a à. lời nói tầm đó chỉ thấy một bóng người phi thân mà tới nhìn người nọ Mọi người tại đây, sắc mặt đều là biến đổi. Bái kiến Lý Sư Huynh, giờ khắc này, ở đây hơn 9 thành đệ tử, hướng về người tới cũng là cùng nhau cúi đầu. Người tới, có tư cách đó, hắn chính là thất tự tông Tây ngạn truyền thừa đệ tử người thứ nhất, Lý Thiên Giao. Lý Sư Huynh, cứu ta, Sư Huynh cứu ta, Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, nhao nhau mở miệng. Cái kia Lý Thuận, giờ phút này lần nữa tỉnh lại, nhìn thấy Lý Thiên Giao, cơ hồ muốn khóc. Cổ phong nhìn về phía Lý Thiên Giao, không có chút nào ngoài ý muốn lý sư huynh người rốt cuộc bỏ được đi ra hôm nay chu khai nguyên hai người mới vừa đến đây thời điểm cổ phong còn chưa phát hiện cái gì nhưng về sau nhìn thấy lý thuận cổ phong chậm rãi suy luận rất nhiều thứ bản thân hành tung một mực bí ẩn chỉ có số lượng không nhiều mấy người biết được chính mình sở tại triệu trưởng lão đám người tự nhiên không có khả năng thanh sầu cùng như bộ đình càng không khả năng như thế chu khai nguyên cùng ma liên sơn mặc dù có thể tìm tới bản thân cổ phong nghĩ tới duy nhất một nguyên nhân. Lý Thiên Giao, tự đi một chuyến thiên nguyên phong, rời đi về sau, Lý Thiên Giao tất nhiên phát hiện dấu vết để lại, về sau suy tính ra, giả trần lạc chính là mình, lại bản thân trốn ở đan phong. Mà Lý Thiên Giao sợ bí mật bị truyền ra, cho nên không hề lộ diện. Hắn đem tin tức, phát ra cho Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn, thậm chí, để cùng là Lý Thị Tộc Nhân hạch tâm đệ tử người thứ nhất Lý Thuận, tự mình tham dự việc này. Những cái này đều hay sao, Hắn lại truyền tin tức cho Ôn Hiểu Mộng. Có thể nói, hôm nay tất cả cũng là Lý Thiên giao cho Cổ Phong bố trí cục diện, chỉ là đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Cổ Phong thực lực, ván này bị Cổ Phong triệt để phá giải, mà còn toàn bộ chiếm cứ chủ động. Lý Thiên giao nhìn xem Cổ Phong nhìn mình ánh mắt đã minh bạch, đối phương đoán được là mình, đáy mắt thần sắc càng thêm âm trầm. Bây giờ, hắn nguyên dương cơ hồ hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả một hơi đều đã không kiên trì được, cái này khiến hắn cảm thấy trước đó chưa từng có nhục nhã mà cái này một chút cũng là bái cổ phong ban tặng. Hôm nay hắn một mực trong bóng tối nhìn xem tất cả những thứ này, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại là như vậy kết quả. Hắn không cam tâm, bây giờ vẫn là đi ra. Ha ha, nếu là ta không ra, hôm nay, chỉ sợ không người có thể chế tài ngươi. Lý Thiên Giao cười lạnh, hắn kiêng kỵ triệu trưởng lão, kiêng kỵ cổ phong biết được bí mật của mình, cho nên vẫn không có đi ra. Nhưng bây giờ, hắn không quản được nhiều như vậy, hôm nay nếu là mình không đi ra, đó chính là triệt để bại. Lại, hắn hiểu được, mặc dù cổ phong khống chế bí mật của mình, nhưng đối phương cũng từ thiên nguyên phong lừa gạt 600 gốc tỉnh thần thảo, việc này cũng tuyệt đối là trái với tông môn quy tắc sự tình, đối phương cũng không muốn đem việc này bộc lộ ra đi. Chế tài, lời này từ đâu đến A, à? cổ phong cười nhạt, hắn không có ý định đem Lý Thiên Giao bí mật nói ra, hắn hiểu được việc này là Lý Thiên Giao cấm kỵ, một khi nói ra, Lý Thiên Giao sợ rằng sẽ triệt để phát cuồng, dù cho liều mạng, cũng phải đem chính mình đưa vào chỗ chết, tăng thêm Lý Thiên Giao phía sau dù sao cũng là thần vương thất trọng cường giả, cổ phong không đến vạn bất đắc dĩ, đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Việc này mới bắt đầu, là ngươi đã thương hai vị sư đệ, như thế hai vị sư đệ mới tìm làm phiền ngươi, lại hôm nay, mặc dù chu sư đệ cùng ma sư đệ vây phong đã làm sai trước, nhưng bọn hắn bất quá là nhường ngươi xin lỗi mà thôi, những cái được gọi là cắt ngang tay chân mà nói, bất quá là dọa người. Mà ngươi, hôm nay, lại trọng thương rất nhiều đồng môn, hiện tại, lại muốn dự định hai vị sư đệ cánh tay, như vậy hung tàn hành vi, thân ta là đệ nhất truyền thừa đệ tử, có chấp pháp quyền lực, hôm nay liền muốn chế tài ngươi. Lý Thiên Giao nhìn về phía cổ phong, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin mở miệng, ngươi, có gì giải thích? Tâm tư khác kín đáo, biết rõ tông môn mỗi một đầu luật lệ, hôm nay sớm đã tìm được rất nhiều lý do thoái thác, có thể ở tông môn quy tắc bên trong, làm cho đối phương Á khẩu không trả lời được, sau đó lấy bản thân đệ nhất truyền thừa đệ tử thân phận liền có thể quang minh chính đại tiến hành giáo huấn, đem đối phương dẫm ở dưới chân. Giờ khắc này, vạn người chú ý, toàn bộ ánh mắt hội tụ ở cổ phong trên thân. Tông môn có quy định, thánh tử không ở, đệ nhất truyền thừa đệ tử, liền có thể được tông môn luật lệ. Ngày hôm nay, Lý Thiên Giao nói tới, câu câu chiếm lý, cơ hồ không có bất luận cái gì lỗ thủng. Ở trong thất tự tông, ai dám trái với tông môn luật lệ? Mọi người chỉ cảm thấy, phong lạc trần sắp xong rồi. Thậm chí, nhiều bộ đình, thanh sầu mấy người, ở bên người cổ phong cũng là sắc mặt khó coi, bọn họ đích xác cũng tìm không ra lý do thoái thác. Nhưng mà, đã thấy cổ phong sắc mặt như thường, nhìn về phía Lý Thiên Giao, cười nhạt mở miệng, ta không cần thiết cùng kẻ yếu giải thích. Cái gì, nghe xong lời này, tất cả mọi người tại chỗ cũng là mộng. Lý Thiên Giao, là kẻ yếu, chương 3014, bắt đầu tẩy não. Toàn bộ Tây Ngạn, dù cho toàn bộ thất tự tông, cho dù là thánh tử thánh nữ, cũng không có tư cách nói Lý Thiên Giao là kẻ yếu a à. Mà Phong Lạc Trần, vẻn vẹn thần linh tam trọng ra hỏa, vậy mà nói Lý Thiên Giao là kẻ yếu. Đây quả thực, ngươi, Lý Thiên Giao trong nháy mắt cũng là có chút choáng váng. Hắn hôm nay đến đây, sớm đã tra duyệt đủ loại tông môn luật lệ, hắn tâm trí kín đáo, đã nghĩ tới vô số lý do thoái thác, có thể vì cổ Phong định tội, đang chuẩn bị đối phương giải thích đây, lại không nghĩ rằng đối phương đối với mình mượn công làm tư, mảy may không giải thích trực tiếp tới một cái mình là kẻ yếu. Một lần này, đem Lý Thiên Giao chuẩn bị rất nhiều vì cổ phong định tội lý do thoái thác, trong nháy mắt toàn bộ chắn trở về. Đây hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài A, chọn vẹn ba hơi, Lý Thiên Giao mới lấy lại sức lực, nhìn về phía cổ phong mở miệng, người nói ta Lý Thiên Giao, là kẻ yếu. Làm sao, nếu không đánh một trầu, cổ phong đạm ngữ, ha ha, phong lạc trần, người cái này thực là đang tự tìm cái chết A. Người nghĩ cùng ta động thủ, ta thành toàn ngươi. Lý Thiên Giao giờ phút này là triệt để giận, bí mật bị cổ phong biết được, trong lòng đã cực kỳ nhục nhã, tăng thêm lại bị cổ phong hố một lần, thân thể phương diện kia càng kém, còn bị hố đi 600 gốc tỉnh thần thảo, hắn đối cổ phong hận ý sớm đã đạt đến cực hạn. Ngày hôm nay, lại bị đối phương trào phúng mình là kẻ yếu. Hắn lại cũng không nhịn được, mọi người tại đây, khiếp sợ đồng thời, cũng đều là cảm thán, cái này phong lạc trần, thật sự bá đạo A, à, hôm nay từ đi ra đan phong đến bây giờ, một đường ngạnh đỗi, mảy may không sợ, dù cho đối mặt Lý Thiên Giao cũng dám ước chiến, đây là khí phách bực nào. Nhiều bộ đình, thanh sầu, cùng ôn hiểu mộng, hôm nay xem như thấy được cổ phong uy phong, đều là cảm thán, bản thân không theo lầm người. Mà giờ khắc này, cổ phong gặp vậy, lại là sắc mặt như thường, vung tay lên, đạm ngữ tiểu nghiêu, tiểu thanh, tiểu mộng, lên. Đánh hắn, a à, ba người nghe thấy, trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp. Lão đại không phải muốn bản thân lên sao? thất thần làm gì đi đánh hắn a à. chút chuyện nhỏ này chẳng lẽ còn muốn lão đại ta tự mình động thủ cổ phong gặp vậy không có chút nào đỏ mặt ý tứ mở miệng là lão đại thanh sầu cùng nhiều bộ đình cùng ôn hiểu mộng giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều tất cả mọi người tại chỗ đều có chút choáng váng đón lấy cũng kịp phản ứng vô sỉ, quá vô sỉ a à. vừa mới cổ phong liên tiếp đánh tan vô số cường giả một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông cái chủng loại kia vĩ đại hình tượng, trong nháy mắt sụp đổ. Người chế diễu truyền thừa người thứ nhất là kẻ yếu, còn ước giá, cuối cùng bản thân không lên, khiến người khác bên trên, vẫn là lấy nhiều khi ít, đây quả thực có chút không biết xấu hổ a. À. Bên này Lý Thiên Giao cũng là lao ra, chuẩn bị đối cổ phong động thủ. Liên nhìn, nhiều bộ đình, ôn hiểu mộng, cùng thanh sầu đằng đằng sát khí hướng về bản thân giết tới. Dừng, đều dừng lại, Lý Thiên Giao mặt đều xanh. Ba vị này cũng đều là truyền thừa đệ tử, đặc biệt là Nghiêu Bộ Đình, hắn chiến lực sau Nghiêu Bộ Đình cũng bất quá mạnh một đường mà thôi, ba người này đồng loạt ra tay, bản thân tại sao có thể là đối thủ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cổ phong cái gọi là đánh một trầu, là đánh như vậy. Dừng lại cái gì, đánh hắn, cổ phong mở miệng, ngay sau đó lại nói, không muốn hạ thủ lưu tình, suy nghĩ một chút ngày bình thường tên này là cỡ nào cuồng, hung hăng đánh. Nhiều bộ đình ba người nghe xong, lập tức trong mắt đều là toát ra một vòng cười gian ngày bình thường bọn họ ai cũng không phải lý thiên giao đối thủ tông môn thi đấu thời điểm đều bị lý thiên giao bình ngược qua nhưng hôm nay không đồng dạng bành 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 nhiều bộ đình ba người lập tức cùng một chỗ nhào tới trang diện này muốn bao nhiêu kình bạo có bao nhiêu kình bạo bốn cái truyền thừa đệ tử ba đánh một cảnh tượng này trước kia ai từng thấy a à? mặc dù cảm giác có như vậy một chút nhi không biết xấu hổ nhưng là sảng khoái a à truyền thừa đệ tử người thứ nhất Lý Thiên Giao, trừ bỏ đối mặt Tây Môn Thanh Hổ bên ngoài, khi nào như vậy chật vật qua. Đánh chừng một nén nhang, phốc, Lý Thiên Giao một ngụm máu tươi cuồng phún, bay ngược mà ra, hắn giờ phút này quần áo rác rưởi mặt mũi bầm dập, trực tiếp mở miệng, không đánh, không đánh. Dù sao đối phương là truyền thừa người thứ nhất, bên này, nhiều bộ đình ba người, trên người cũng có tổn thương, bất quá cùng Lý Thiên Giao thương thế so, thế nhưng là nhẹ hơn. Ba người, vừa bắt đầu còn cảm giác ba đánh một có chút vô sỉ nhưng đánh xong cảm giác đây cũng quá sảng khoái mọi người tại đây nhìn thấy cảnh này đều cảm giác có chút không chân thực lý thiên giao khi nào bị thua thiệt lớn như vậy a à? cổ phong nhìn về phía lý thiên giao đạm ngữ đã sớm nói ngươi là kẻ yếu không cần thiết cùng ngươi giải thích thêm nghe đến lời này đám người sạm mặt lại chỉ cảm thấy cổ phong ra mặt đã dày tới trình độ nhất định lý thiên giao càng là cơ hội chửi mẹ hắn cắn răng mở miệng Phong lạc Trần, người có tư cách gì nói ta là kẻ yếu, đánh bại ta cũng không phải ngươi, mà là ba người bọn họ, lại bọn họ là ba người liên thủ. Hôm nay lão tử không phục. A, à, không phục? Cổ Phong gặp vậy, ngay sau đó cười một tiếng. Ý của ngươi là ba người đối với ngươi một cái, thuộc về lấy nhiều khi ít, cho nên ngươi không phục. Không sai. Lý Thiên Giao mở miệng. Vậy ta hỏi ngươi, ba người bọn họ lão đại là ai? Cổ Phong đạm ngữ, đương nhiên là ngươi. Lý Thiên Giao lãnh ngữ cùng ngươi ước giá là ai? Ngươi, cho nên, cuối cùng, hôm nay là người ta quyết đấu, người thua, có gì không phục? Cổ phong nhìn về phía Lý Thiên Giao đạm ngữ, bàn về khẩu tài, cổ phong thật không phải là nhầm vào ai, lúc trước tề nghĩa bị cổ phong nói thổ huyết, mặc dù Lý Thiên Giao tâm trí bất phàm, nhưng cổ phong thật đúng là không quan tâm. Ngươi, ngươi đây là cưỡng từ đoạt Lý, Lý Thiên Giao trong lúc nhất thời, tức giận phi thường. Mọi người nghe thấy, mặc dù cảm giác có mấy phần đạo lý, nhưng vẫn là cho rằng, cổ phong cái này đích xác có chút khi dễ người. Cưỡng từ đoạt lý, ha ha, bọn họ là huynh đệ của ta, chúng ta chính là một thể, ta có việc, ba người bọn họ lên, ba người bọn họ, bất kỳ người nào có việc, ta cũng sẽ lên, chúng ta là một cái chỉnh thể. Cổ phong lập tức mở miệng, mọi người tại đây, nghe thấy cổ phong lời nói, có chút dao động, nhưng vẫn là cho rằng cổ phong thủ đoạn có chút vô sỉ. Nhiều bộ đình ba người nghe thấy cổ phong lời nói, có chút cảm động, vào lúc đó cũng là có chút cảm giác, làm như thế, đích xác có chút không biết xấu hổ. Giờ phút này, một bên Hồng Kiều đã khôi phục, nàng nghe thấy, không khỏi mở miệng, "Phong sư huynh, lấy nhiều khi ít là không đúng, không phù hợp hiệp nghĩa chi đạo." Cổ Phong nhìn về phía Hồng Kiều nói, "Nhà đầu ngốc, đây là nói nhỏ chuyện đi, nếu như nói lớn chuyện ra, một cái hèn hạ vô sĩ thực lực thần vương đỉnh phong ma đầu, đánh lên ta Thất Tự Tông đến, chẳng lẽ ta Thất Tự Tông, còn có một người một người lên?" bị cái kia thực lực ngập trời ma đầu tàn sát hay sao, lúc này, chúng ta phải nên làm như thế nào? Đương nhiên cùng tiến lên A, không kiêu thoát ra, chính là cái đạo lý này, cho nên, hôm nay ta làm sai chỗ nào? Cổ phong bình thản một câu, giờ phút này, toàn bộ đan phong trước đó, vô số đệ tử, trong nháy mắt tinh thần chấn động. Bọn họ trong mắt tinh mang lấp lóe đột nhiên cảm giác, giống như có một cái tân đại môn, được mở ra một dạng. Trường 3015, tư cách đủ sao? vừa bắt đầu bọn họ còn cảm thấy cổ phong cách làm hèn hạ vô sỉ lấy nhiều khi ít nhưng cổ phong thay cái ví von bọn họ chính là toàn bộ đồng ý đặc biệt lời này bị đơn thuần nhất chính trực nhất hồng kiều nói chuyện giờ phút này không có người không tán đồng nhiêu bộ đình thanh sầu ôn hiểu mộng ba người trong nháy mắt mặt cũng không đỏ chỉ cảm thấy cổ phong nói quá đúng cổ phong nhìn về phía đám người mở miệng chư vị sư đệ sư muội chúng ta thất tự tông là cái chỉnh thể muốn đúng là đoàn kết Lực lượng một người cuối cùng không phải vô địch, nếu như lực lượng một người có thể vô địch, cũng không cần thành lập tông môn, chỉ cần chúng ta đoàn kết, không có cái gì tà ma là không thể chiến thắng. Phong sư huynh nói đúng, Phong sư huynh đây mới là đại tài, nói đúng, đối mặt ác nhân thực không địch lại, chẳng lẽ còn muốn đơn độc chịu chết hay sao? Đoàn kết mới là ta tông môn căn bản, trong lúc nhất thời, mọi người tại đây cùng nhau mở miệng. Chư vị Ta phong lạc trần không biết phải chăng là chỉ có bản thân cái này một bầu nhiệt huyết, chỉ muốn hỏi một câu, ngày khác, nếu có tà ma tới cửa, ta tông môn đệ tử. Cổ phong nói đến đây, ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia lý thiên giao trên người, mở miệng, đối mặt cái này tà ma, nên làm sao? Ánh mắt của mọi người, theo cổ phong, vô ý thức, cùng một chỗ rơi vào lý thiên giao trên người. Đón lấy, ở đây mấy vạn tu giả, cùng nhau mở miệng. Cùng tiến lên, thanh âm này, như sấm bên tai, truyền khắp cả tòa đan phong, liền mây mù cũng là đánh tan rất nhiều giờ phút này mây mù chỗ sâu đứng đấy một tên dung mạo oai hùng bất phàm nghi tâm có một cái cổ điển trấn chữ lão giả lão giả giờ phút này nhìn về phía dưới cảnh tượng ánh mắt rơi vào cổ phong trên người tinh mang lấp lóe tiểu tử này là cái kỳ tài a không nói hắn tư chất làm sao như vậy tâm trí đủ để vô số người vì đó sử dụng hắn đã sớm đến hôm nay lúc trước sự tình đều thấy ở trong mắt càng là nhìn hắn đối cổ phong càng là kinh ngạc ngạn chủ ta đã sớm nói tiểu tử này không đơn giản phần này tâm trí đừng nói thế hệ tuổi trẻ chỉ sợ lão bối tu giả cũng có thiếu sót lâu trưởng lão mở miệng ngươi lần này nhặt được cái bảo a oai hùng lão giả mở miệng ngạn chủ chúng ta còn không hiện thân sao hôm nay vấn đề này huyên náo đã không nhỏ lâu trưởng lão nói chờ một chút oai hùng lão giả mỉm cười ngay sau đó nhìn về phía dưới nói ta muốn nhìn nhìn tiểu tử này còn có thể có hoa dạng gì. Giờ phút này, đàn phòng trước đó, mấy vạn người, nhìn về phía Lý Thiên Giao cũng là ánh mắt bất thiện. Nhìn xem mấy vạn người, nhìn mình cái kia hung hăng ánh mắt. Lý Thiên Giao đều muốn khóc, hắn hét lớn, lão tử không phải tà ma. Hắn trong lòng chỉ cảm thấy, cái này phong lạc trần nhất định chính là ma quỷ A, hai câu ba lời, mấy vạn tu giả, đều bị hắn mang đối với mình sinh ra địch ý. Hắn lại nói hai câu, có thể hay không cái này mấy vạn người cùng tiến lên đến vây đánh bản thân bên này cổ phong nhìn về phía lý thiên giao đạm ngữ ngươi có phải hay không tà ma không trọng yếu hôm nay ngươi nếu không phục ngươi cũng có thể triệu tập nhân thủ chúng ta ở đây hẹn lại một trận cái này công bằng a ta lý thiên giao giờ phút này đã nói không ra lời hắn ngày bình thường cực kỳ cao ngạo ỷ vào thực lực mạnh mẽ chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào giao hảo lại lý thiên giao phụ thân lý nguyên các bởi vì có lý thiên giao ở cho nên hắn không có thu bất luận cái gì truyền thừa đệ tử nhập môn toàn bộ thiên nguyên phong chỉ có Lý Thiên Giao một người. Như thế, Lý Thiên Giao căn bản tìm không đến truyền thừa đệ tử giúp tự mình ra tay, chớ nói chi là, giống như bộ đình mấy người đối cổ phong như vậy khăng khăng một mực. Giờ phút này, hắn biết mình bại, hắn thực sự đánh giá thấp cổ phong, hắn chuẩn bị lý do thoái thác, bị đối phương lấy thực lực chuyển hướng giải quyết, bây giờ lại trở thành như vậy nhiều đánh ít áp chế cục diện, hắn lại không chờ mình khả năng. Mà cũng ở giờ phút này, tâm trí sâu đậm Lý Thiên Giao, nhìn về phía cổ phong đột nhiên linh cơ khẽ động nghĩ tới điều gì lập tức cười to mở miệng ha ha phong lạc trần ngươi nói đoàn kết có việc cùng tiến lên ta lý thiên giao tán đồng nhưng mấy người các ngươi bên trong thực lực ngươi thấp nhất thân phận địa vị thấp nhất người có tư cách gì hiệu lệnh ba vị thần linh cửu trọng truyền thừa đệ tử có tư cách gì làm lão đại của bọn hắn cổ phong nghe thấy trên mặt mang mấy phần bất đắc dĩ hắn vốn không muốn bại lộ không nghĩ tới lý thiên giao lại đột nhiên nói như vậy nhìn thấy cổ phong trên mặt vẻ bất đắc dĩ lý thiên giao giống như bắt được cái gì lập tức cười to ha ha trên căn bản mà nói ngươi ngay cả làm ba người bọn họ lão đại tư cách đều không có lại có tư cách gì hiệu lệnh bọn họ ra tay với ta ngươi lại có tư cách gì nói ta là kẻ yếu trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt toàn bộ rơi vào cổ phong trên người vạn người chú ý phía dưới cổ phong bất đắc dĩ một câu ta kỳ thực muốn điệu thấp lời này vừa nói ra mọi người tại đây cơ hồ hỏng mất còn điệu thấp hôm nay ngươi làm tất cả những thứ này chuyện nào xem như điệu thấp a à. oanh mà cũng ở mọi người cảm khái thời khắc cổ phong sát trị ý cảnh bỗng nhiên bộc phát trong nháy mắt một đạo thân mang hắc bào thân ảnh hiện lên cổ phong thân thể phía trên thân ảnh này vừa ra lập tức một cỗ cực kỳ khủng bố sát ý lạnh như băng tràn ngập toàn trường mây mù chỗ sâu cái kiểu ai hùng lão giả nhìn thấy cảnh này lập tức ánh mắt đột biến đây là hắn kích động hắn căn bản là không có cách che giấu thời khắc này kích động, lập tức liền muốn xông ra. ngạn chủ, tỉnh táo a. À. một bên lâu trưởng lão lập tức ngăn lại. oai hùng lão giả yên tĩnh một lần tâm tư, tiếp tục xem tiếp. khắp khuôn mặt là khó che giấu vẻ mừng như điên. phía dưới, thân mang hắc bào thân ảnh cầm trong tay một chuôi to lớn liêm đao, như cố tán phát vô cùng uy áp, sát ý lạnh như băng, làm cho cả đan phong phụ cận nhiệt độ cũng là giảm xuống không biết bao nhiêu. sát chi linh, ý cảnh chi linh nhìn thấy cảnh này trong đầu mọi người cũng là ông một tiếng bọn họ thậm chí đã đình chỉ năng lực suy tư đây là lý thiên giao mở to hai mắt nhìn khuôn mặt đã ngốc trệ không biết qua bao nhiêu tức về sau làm sao có thể không biết là ai trước kinh hô mở miệng mọi người tại đây mới nhao nhao bừng tỉnh giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sát chi linh bọn họ mặc dù nhìn không ra cổ phong tuổi thật nhưng cũng có thể dò xét đến cổ phong khí tức trên thân tuyệt đối chưa đạt 10 vạn tuổi, tuyệt đối thế hệ tuổi trẻ tu giả. Nhưng mà, toàn bộ thất tự tông, 10 vạn tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ đệ tử, chưa bao giờ có bất kỳ người nào, đem ý cảnh tu hành, đạt tới linh giai. Dù cho Tây ngạn thánh tử, Tây môn thanh hổ, cũng là không có đạt tới. 10 vạn tuổi phía dưới, ý cảnh đến linh giai, đó là chân chính yêu nghiệt, bình thường tứ cấp tông môn bên trong, muốn ra một cái, khó hơn lên trời. Mà bây giờ, dạng này một cái tuyệt đối yêu nghiệt, cứ như vậy xuất hiện ở mọi người trước mặt, làm cho tất cả mọi người cảm giác như thế không chân thực. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn sắc mặt, đã triệt để ngốc. Nếu như Tây Ngạn Chi Chủ trở về, nhìn thấy kẻ này, không chừng đều có thể trực tiếp đem hắn thu làm đệ tử. Bọn họ, đến cùng trêu chọc người thế nào? Cổ phong giờ khắc này, nhìn về phía cái kia sắc mặt như cho tàn lý thiên giao đạm ngữ, hiện tại, ta đây tư cách, đủ sao? Trường 3016, Thánh Tử đến, tư cách đủ sao, đơn giản bốn chữ, giờ phút này giống như một ký trọng trùy hung hăng gõ vào Lý Thiên Giao trong lòng. Cái này, làm sao có thể? Lý Thiên Giao sắc mặt hóa thành trắng bạch, giờ phút này ngồi liệt trên mặt đất, nhìn qua xa xa cổ phong, lại cũng thăng không nổi nửa phần tự tin. Đây là một cái yêu nghiệt, đây là một cái tuyệt đối yêu nghiệt tồn tại. Lão đại, quá mạnh, nhiều bộ đình nhìn về phía cổ phong, đáy mắt lộ vẻ rung động. Hắn là biết rõ, cổ phong còn chưa bày ra mình đang đạo tạo nghệ đây. Một lần này, thực theo đúng người thanh sầu, sắc mặt thì là càng thêm rung động, bởi vì hắn biết rõ, Cổ Phong đan đạo vẫn là đan sư trình độ, đây quả thực là không giống người tồn tại. Hắn, đã vậy còn quá mạnh. Về phần ôn hiểu mộng, trước đó là bởi vì Cổ Phong lời nói, bất đắc dĩ mới nguyện ý đi theo Cổ Phong, ở nàng đáy lòng, Cổ Phong chỉ bất quá ỷ vào người khác uy thế, căn bản không bằng bản thân, mà bây giờ, nàng là hoàn toàn phục. Phong sư huynh, Phong sư huynh, Phong sư huynh, Phong sư huynh, giờ phút này không biết là ai bắt đầu, toàn bộ đan phong trước đó, lần nữa nhấc lên núi kêu biển gầm một dạng giống to thanh âm. Đám người chấn động lấy cánh tay, nhìn về phía cổ phong, trong mắt rất nhiều người, đều đã cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Cho dù là Tây ngạn đệ tử kiệt xuất nhất, Tây môn thanh hổ, cũng là ở 14 vạn 3 nghìn nhiều tuổi, mới đưa ý cảnh tu luyện tới Linh Giai. Về phần Lý Thiên Giao, càng là 16 vạn tuổi về sau, mới đưa ý cảnh tu luyện tới Linh Giai. Mà trước mắt, 10 vạn tuổi phía dưới, linh dài ý cảnh. Tư chất như vậy, thu ba cái truyền thừa đệ tử làm thủ hạ, đã không có người cảm thấy có chút vấn đề, tư cách quá đủ. Người tâm trí coi như không tệ, nếu là nguyện ý, từ hôm nay đi theo ta đi. Cổ phong nhìn về phía sắc mặt như cho tàn lý thiên giao, nhàn nhạt một câu. Mọi người tại đây, sắc mặt biến hóa mấy lần, lý thiên giao, thế nhưng là đệ nhất truyền thừa đệ tử A. Thậm chí, sau này Tây Môn Thanh Hổ nếu như đột phá đến thần vương, trở thành trưởng lão, Lý Thiên Giao chính là đời tiếp theo thánh tử, cái này phong lạc trần, lại còn muốn thu người. Lý Thiên Giao nghe xong, trên mặt hiện ra hết sức vẻ nổi giận, tức giận mở miệng, phong lạc trần, hôm nay là ngươi thắng, nhưng ngươi không thể làm nhục ta, ngươi. Cũng ở hắn lời nói tầm đó, cổ phong một trận truyền âm, ở bên tai hắn vang lên. Lý Thiên Giao thân thể chấn động, đón lấy, sắc mặt biến hóa mấy lần. Trên mặt của hắn, hiện ra do dự cùng vẻ dẫy ruộa Cho ngươi ba ngày thời gian, nếu là nguyện ý liền tới đan phong tìm ta cổ phong nhàn nhạt một câu hôm nay cổ phong lúc đầu chỉ là muốn giải quyết chu khai nguyên cùng ma liên sơn nhưng sự tình tất nhiên đến tình trạng như thế cổ phong liền dự định đem toàn bộ tây ngạn đệ tử triệt để chỉnh hợp như thế sau này mình ở tây ngạn sẽ không còn trở ngại có thể chuyên tâm tu hành mà nói đến cùng hắn và lý thiên giao không có sinh tử đại cửu oán lý thiên giao phụ thân lý nguyên các có sai lầm lớn nhưng kết quả cuối cùng cũng là trừng phạt đúng tội lại cổ phong có nắm chắc đem lý thiên giao một mực khống chế ở trong tay bản thân bây giờ có lý thiên giao nhiều bộ đình ôn hiểu mộng ở ba cái thần linh cửu trọng bản thân thực lực cũng cường đại hơn nhiều lý thiên giao lại là do dự một chút cuối cùng mở miệng tốt mọi người tại đây đều kinh hãi nói là cho ba ngày trên thực tế đây chính là cho lý thiên giao một chút mặt mũi hiển nhiên lý thiên giao từ nội tâm đã nguyện ý đi theo cổ phong bằng không hắn làm sao sẽ như vậy ngôn ngữ lúc đầu ở tây ngạn thánh tử tây môn thanh hổ chính là vô địch đại biểu nhưng bây giờ mọi người chỉ cảm thấy cổ phong ẩn ẩn đã có loại muốn vượt qua tây môn thanh hổ xu thế bởi vì tây môn thanh hổ cũng làm không được cam tâm để nhiều như vậy truyền thừa đệ tử đi theo bản thân cũng ở giờ phút này một trận cười to từ nơi xa truyền đến ha 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 không nghĩ tới ta tây ngạn ra nhân vật này ta tây môn cảm giác sâu sắc vui mừng lời nói tầm đó chỉ thấy một tên thân mang áo bảo xanh ngày thường lưng hùng vai gấu nam tử hai cánh vỗ vỗ phi thiên mà đến bái kiến thánh tử đại nhân nhìn người tới lập tức đám người cùng nhau ôm quyền bái kiến không sai người tới chính là tây ngạn thánh tử là cả tây ngạn thần vương phía dưới người thứ nhất tây môn thanh hổ giờ phút này góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt mang theo ngoan dấu ý cười ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía cổ phong cao giọng mở miệng phong sư đệ cái này tây ngạn ngày bình thường ta bỏ bê quản lý, hôm nay ngươi thay ta đem bọn hắn chỉnh đốn một phen, khổ cực." Lời nói này nghe xong, tất cả mọi người là khuôn mặt hơi hơi biến hóa. Hiển nhiên, Tây Môn Thanh Hổ cảm giác được cổ phong uy hiếp đến bản thân, như thế đến lập uy. Mà lời nói cũng là rất gọn gàng rất khoát, đem vị trí của mình trực tiếp bày ở chỗ cao. Vất vả, chưa nói tới, tiện tay mà thôi." Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Tây Môn Thanh Hổ nghe thấy, lập tức cười một tiếng, lập tức nói, "Bây giờ người chỉnh đốn cũng chỉnh đốn kết thúc cũng nên ta tây môn thu tràng lời nói tầm đó tây môn thanh hổ ánh mắt đảo qua lý thiên giao nhiều bộ đình ôn hiểu mộng thanh sầu bọn người trên thân đạm ngữ mấy người các ngươi trước đó phong sư đệ để mấy người các ngươi đi theo là lời nói đùa hắn sao có thực lực này như vậy đi từ hôm nay các ngươi liền đi theo với ta ta sẽ tự mình chỉ điểm các ngươi tu hành lý thiên giao bốn người nghe xong cũng là giận bọn họ phục cổ phong là bởi vì cổ phong đích xác có để bọn hắn thần phục điểm, nhưng Tây Môn Thanh Hổ chỉ là thực lực cao hơn bọn họ một bậc mà thôi, theo bọn hắn nghĩ, không có tư cách này. Mà Tây Môn Thanh Hổ gặp vậy, cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp lấy một cỗ giọng ra lệnh mở miệng, bản thánh tử muốn các ngươi đi theo, các ngươi liền muốn đi theo. Lời nói tầm đó, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ Tây Môn Thanh Hổ trên người bỗng nhiên bộc phát ra. Này khí tức cực kỳ khủng bố, đã viễn siêu bình thường thần linh cử trọng. Cái này khí thế phía dưới, Lý Thiên Giao mấy người, trực tiếp bị gắt gao ngăn chặn, bọn họ thậm chí cảm giác, hô hấp cũng là khó khăn. Làm sao, các ngươi không phục sao? Lời nói tầm đó, Tây Môn Thanh Hổ, đại thủ hất lên. Lập tức, 10 cái tròn vo đầu lâu, chính là rơi trên mặt đất. 10 cái này đầu lâu, có nhân tộc đầu lâu, cũng có yêu tộc đầu lâu. Nhưng giống nhau điểm, đã có một cái, 10 cái này đầu lâu tán phát khí tức, cũng là thần linh cửu trọng. 10 chạm thần linh. Cùng 10 chảm thần vương đạo lý giống nhau, ở thần linh cửu trọng bên trong, có thể chém giết 10 cái cùng dai tu giả, liền có thể gọi 10 chảm thần linh. Dạng này thần linh cửu trọng tu giả, mặc dù còn chưa đạt thần vương, nhưng tương lai thần vương là sớm muộn sự tình. Bọn họ lại được xưng làm, cực hạn thần linh. Ở thất tự tông, đông ngạn thánh nữ đông vũ đệm chính là cực hạn thần linh, cho nên mới một mực lưỡng ngạn đại tái bên trong, áp chế tây ngạn, chẳng ai ngờ rằng, bây giờ tây môn thanh hổ, cũng thành tựu cực hạn thần linh. Lý Thiên Giao đám người, giờ phút này bị cỗ khí thế này, ép tới nói không ra lời. Toàn bộ đan phong trước đó, hoàn toàn tĩnh mịch, giờ khắc này, trước đó cổ phong toán phát tất cả quang mang, khoảng cách bị đoạt đi. Dù sao, thiên tư tuyệt đại người, không chỉ có bao nhiêu, ở chưa chân chính trưởng thành trước đó, liền chết hiểu, nhưng trước mắt cái này cực hạn thần linh, lại là thực sự. chương 3017, đan phong cự trường. Thánh tử, vẫn là thánh tử, địa vị không thể dung chuyển, Đối mặt trong mắt mọi người ánh mắt kính sợ, Tây Môn Thanh Hổ rất là sảng khoái, hắn nhìn về phía Cổ Phong, nhàn nhạt một câu, "Phong sư đệ, ngươi mặc dù có chút nhi tư chất, nhưng dù sao năm cực còn trẻ con, sau này liền đi theo ta đi, ngươi cứ yên tâm, hôm nay ngươi chỉ cần gọi ta một tiếng đại ca, sau này không người dám khi dễ ngươi." Trong nháy mắt, vạn người chú ý, ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi vào Cổ Phong trên thân. "Kêu một tiếng đại ca." Đó chính là thần phục, nguyện ý đi theo. Kinh lịch lúc trước sự tình tất cả mọi người biết được, cổ phong trong xương cốt là một cái như thế nào tự tin và kiêu ngạo người giờ phút này đều muốn nhìn hắn như thế nào làm cổ phong gặp vậy sắc mặt như thường hôm nay sự tình phát triển đến nước này cũng ngoài cổ phong đoán trước tây môn thanh hổ gặp cổ phong không nói lại là cười nói người kêu chính là đi theo ta chuyện hôm nay ta cái này làm đại ca giúp ngươi xử lý người nếu không gọi hôm nay người trọng thương nhiều như vậy tông môn đệ tử cũng chớ trách ta Tây Môn chấp hành tông môn luật lệ. Uy hiếp, đây là sáng loáng uy hiếp, thực lực chính là đạo lý quyết định. Trước đó, đối mặt Lý Thiên Giao ngôn ngữ, Cổ Phong có thể trực tiếp để ba cái truyền thừa đệ tử đem Lý Thiên Giao bãi bình. Đây là bởi vì Cổ Phong thực lực đủ mạnh, mà bây giờ, dù cho nhiều bộ đình ba người hơn nữa Lý Thiên Giao, cũng sẽ không phải Tây Môn Thanh Hổ đối thủ, đây là cực hạn thần linh a, chém giết qua 10 cái thần linh cửu trọng tên tuổi, dù cho không đánh, trong lòng đều sẽ e ngại ba phần. Giờ phút này trên bầu trời, mây mù chỗ sâu, thấy một màn như vậy, Oai hùng lão giả, khẽ nhíu mày. Lâu trưởng lão có chút nhịn không được, mở miệng, ngạn chủ, dù cho Tây môn thanh hổ đúng cực gây nên thần linh, lấy phong lạc Trần bây giờ cho thấy thiên phú và thực lực, tương lai thành tựu cũng tất nhiên siêu hắn, hôm nay tuyệt không thể nhường hắn thần phục Tây môn thanh hổ, như thế tu hành chi tâm bị hao tổn, ngày sau, vĩnh viễn đi không ra bóng ma này, không thể để cho ta tông môn tổn thất như thế yêu nghiệt nhân vật chờ một chút, oai hùng lão giả mở miệng ngạn chủ lâu trưởng lão cắn răng lão lâu lão phu coi trọng hắn là hắn cho tới nay cho thấy loại kia khí phách hôm nay hắn nếu thật thần phục tâm tính như vậy sau này cũng khó thành đại khí oai hùng lão giả nghiêm mặt mở miệng cái này ai lâu trưởng lão thở dài nhưng hắn biết rõ trước mắt vị này tư tưởng bản thân không cách nào chi phối phía dưới đan phòng trước đó giờ phút này bầu không khí ngưng kết ở mọi người nhìn lại hôm nay đơn giản có hai cái kết quả một phong lạc trần thần phục đi theo tây môn thanh hổ từ đó lại không cùng tây môn thanh hổ đánh đồng với nhau tư cách vĩnh viễn sinh hoạt tại tây môn thanh hổ dưới bóng tối hai phong lạc trần không thần phục bị tây môn thanh hổ đánh tàn ngày sau ở tông môn bên trong nửa bước khó đi cũng là sống ở tây môn thanh hổ dưới bóng tối ở mọi người xem đến hai cái này kết quả kỳ thực là giống nhau ngược lại loại thứ nhất sẽ khá hơn một chút tối thiểu sẽ không ở sau này thời kỳ, bị Tây Môn Thanh Hổ nhầm vào, sẽ không ảnh hưởng tu hành. Tây Môn Thanh Hổ, như cũng nhìn về phía cổ phong. Kỳ thực, hôm nay, hắn trong lòng cũng là có mấy phần tim đập nhanh, nếu như đổi lại một năm trước đó, hắn có lẽ còn khó có thể trấn áp trước mắt tiểu quỷ này, nhưng bây giờ, hắn là cực hạn thần linh, nắm chắc 10 phần. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được một màn, xuất hiện. Cổ phong nhìn về phía tây môn thanh hổ nhàn nhạt một câu, ra tay đi. Cái gì? tất cả mọi người nghe được ba chữ này trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp thậm chí bao quát tây môn thanh hổ ở tây môn thanh hổ xem ra cũng liền hai loại một loại đối phương thần phục gọi đại ca của mình một loại khác không thần phục bị bản thân báo đáp ra tay đi cổ phong gặp vậy mở miệng đầu óc không dùng được ta nói ra tay a à, đừng nói cho ta người không dám cùng ta đánh nghe đến lời này mọi người tại đây trong nháy mắt phản ứng lại đón lấy toàn bộ đều lộn xộn tu vi thần linh tam trọng phong lạc trần, lại dám khiêu chiến, cực hạn thần linh. Cái này chẳng lẽ đầu óc bị hư, phải biết, trước đó ứng phó thần linh bát trọng Lý Thuận, cùng thần linh cửu trọng ôn hiểu mộc, Lý Thiên Giao, cũng đều là mượn nhờ người khác lực lượng. Hiện tại, nhiều bộ đình mấy người, đều bị Tây Môn Thanh Hổ trấn áp. Phong lạc trần phải lấy sức một mình, cùng cực hạn thần linh một trận chiến, đây quả thực là ở hoa dạng bắt chết a. Mọi người nghĩ tới đủ loại khả năng, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, cái này phong lạc trần lại dám khiêu chiến cực hạn thần linh. Tây môn thanh hổ nghe thấy, lập tức cười như điên mở miệng, ha ha, tốt, tất nhiên ngươi muốn cùng bản thánh tử một trận chiến, ta liền thành toàn ngươi, ta cũng không khinh ngươi, hôm nay ta chỉ ra một trường. Như thế, ta cũng chỉ một trường ứng đối, cổ phong bình thản đáp lại, cuồng, quá ngông cuồng, ở mọi người nhìn lại, cho dù là cổ phong liều mạng, cũng đánh không lại tây môn thanh hổ một trường A. Tây môn thanh hổ nụ cười dần dần lạnh xuống, nhìn về phía cổ phong, phong lạc trần, xem ra, người tới, người chưa bao giờ thấy qua cường giả chân chính, hôm nay, ta liền nhường ngươi kiến thức một phen. Lời nói tầm đó, Tây Môn Thanh Hổ, một trường trực tiếp đánh ra. Bành, một trường này đánh ra, hư không trong nháy mắt nổ vang. Một tôn hoàn toàn do thần lực cô động, mười trượng cao to lớn thanh sắc trưởng ấn, gào thét mà ra. Khí thế kia, tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, bọn họ nhìn ra, Tây Môn Thanh Hổ mặc dù chỉ ra rồi một trường, nhưng một trường này, hắn căn bản không có lưu thủ, đây chính là hắn thực lực. Chẳng lẽ, hắn là nghĩ một trường này, diệt sát phong lạc trần hay sao? Mây mù chỗ sâu, lâu trưởng lão sắc mặt biến hóa. Cái kia oai hùng lão giả, cũng là sắc mặt kịch biến, hắn đã chuẩn bị muốn ra tay, cổ phong dạng này yêu nghiệt, hắn tuyệt đối không thể tổn thất. Nhưng mà, giờ phút này, nhìn xem chạm mặt tới, đủ diệt sát bình thường thần linh cửu trọng tu giả khủng bố một trường, cổ phong lại là sắc mặt như thường, vừa lật tay, lập tức trong tay một cái trận bàn xuất hiện. Cổ phong nhìn về phía tây môn thanh hổ đạm ngữ, ở trước mặt ta xưng cường giả, người còn chưa đủ tư cách. Tụ, lời vừa nói ra, cổ phong trong tay trận bàn, quang mang lóe lên. Ngay tại lúc đó, toàn bộ đan phong, vô biên đại trận nổi lên. Đón lấy, tại mọi người cơ hồ ngoác mồm kinh ngạc ánh mắt, đan phong bên trong, vô biên huyền khí lăn lột. Ngay sau đó chỉ thấy, cái kia vô biên huyền khí cuồn cuộn lật qua lật lại, theo đại trận lưu chuyển, điên cuồng kéo dài sông ra đại trận. Ở cổ phong đỉnh đầu phía trên hợp thành tụ lại, bất quá trong nháy mắt, chính là ngưng tụ ra một tôn cao trăm trượng, thất thải quang mang lóe lên huyền khí cự trường. Cái này cho người cảm giác, tựa như đan phong bên trong, lộ ra một cái cự trường. Bàn tay lớn này, cho người áp lực, đã khủng bố tới cực điểm, cái loại cảm giác này, đến gần vô hạn tại thần vương cường giả. Tất cả mọi người, giờ phút này, cơ hồ đã đình chỉ suy nghĩ. Đây là... Tây môn thanh hổ con người trong nháy mắt phóng đại, cái kia vẻ mặt tự tin, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, hóa thành vẻ kinh hãi. Phá, cổ phong đạm ngữ, bàn tay vung lên, lập tức, cái kia đan phong đại trận dò ra cao trăm trượng bàn tay lớn bảy màu, chính là hung hăng vỗ xuống. Tây môn thanh hổ trưởng ấn, ở bàn tay lớn bảy màu phía dưới, giống như hài đồng, phút chốc vỡ nát. Bành, một trường này, hung hăng đập vào tây môn thanh hổ trên thân, Chương 3018 Tâm phục khẩu phục. Phốc, Tây Môn Thanh Hổ trong miệng máu tươi cuồng phún, quần áo trực tiếp sụp đổ, lộ ra hộ thể nội giáp, cả người giống như diều đứt dây, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một đòn, miểu sát, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời đều không tỉnh táo lại, đây chính là cực hạn thần linh, Tây Ngạn Thánh Tử a, đừng nói thần linh tam trọng, dù cho bình thường vừa mới bước vào thần vương cảnh thần vương Nghĩ nhẹ nhàng như vậy nhìn ép Tây Môn Thanh Hổ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chưa ai từng nghĩ tới, Phong Lạc Trần vẫn còn có thủ đoạn như thế, lại còn có thể lợi dụng đan phong đại trận. Tây Môn Thanh Hổ, hung hăng đụng vào trên một ngọn núi thấp, mới tính ngừng lại. Hắn từ phế khư bên trong leo ra, cả người đã vô cùng chật vật. Hắn tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bạch, khóe môi nhếch lên máu tươi, mặc dù có linh giai cực phẩm nội giáp hộ thể, hắn vẫn là bị một trường này chấn động đến Tạng phủ thụ thương. Hắn bại hắn tây môn thanh hổ dù cho ở cái kia nữ nhân trong tay cũng chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy ngày hôm nay vậy mà thua ở một cái thần linh tam trọng tiểu quỷ trong tay đây là trước đó chưa từng có khi nhục tây môn thanh hổ nhìn về phía cổ phong cắn răng gào thét phong lạc trần trận chiến này không công bằng ngươi nếu không mượn nhờ đan phong đại trận ở trước mặt ta bất quá kiến không không đợi tây môn thanh hổ nói cho hết lời đan phong phía trên lại là một tôn thất sắc huyền khí cự trưởng hung hăng đánh tới oanh đại địa phía trên lưu lại một cái sâu chừng hơn một trượng to lớn trưởng ấn tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm đây chính là cực hạn thần linh a vậy mà giống như đập con ruồi đồng dạng bị như vậy nghiền ép trưởng ấn hố sâu tây môn thanh hổ thân thể giật giật hắn cố nén cả người đau đớn từ trong hố sâu bò lên trong lòng tức giận đã đạt đến cực hạn hắn đối cổ phong gào thét mở miệng người có bản lãnh cùng lão tử oanh nhưng mà hắn còn chưa có nói xong một tôn thất sắc huyền khí cự trưởng lần nữa rơi xuống. Tây môn thanh hổ, lần nữa bị đập như bên trong lòng đất. Cự trưởng uy lực khủng bố, đại địa đều đi theo rung động, một màn này làm cho người ta cảm thấy thị giác trùng kích, quá mạnh. Nơi xa cổ phong, đứng ở đan phong trước đó, lại là sắc mặt như thường, như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Bên này, hố sâu bên trong, trọn vẹn qua mười mấy tức, tây môn thanh hổ, mới miễn cưỡng bỏ ra. Mới vừa leo ra, trên người của hắn nội giáp, Chính là trực tiếp vỡ nát. Linh dai cực phẩm nội giáp, hoàn toàn tan vỡ. Phong lạc trần, ngươi, mình đầy thương thích tây môn thanh hổ, hướng về cổ phong, nhưng mà vừa muốn mở miệng, liền nhìn lại là một tôn huyền khí cự trưởng hướng về bản thân đánh tới. Vừa sợ vừa giận, cuối cùng cắn răng mở miệng, đừng, ta, ta nhận thua. Hắn sợ, linh dai cực phẩm nội giáp đều đánh tan nát, hắn biết rõ, không thấy nội giáp, bản thân ngăn cản không nổi bàn tay lớn này, một đòn lực lượng. Dù cho hắn cửa cổ phong không dám giết người, nhưng nếu như mình bị đập phế, sau này nghĩ khôi phục, liền không biết cần phải bao lâu thời gian. Hắn không đánh cược nổi, như thế, hắn chỉ có thể buông xuống sự kiêu ngạo của chính mình. Ông, cự trưởng ở Tây Môn Thanh Hổ trước mặt tắc hơn chỗ ngừng lại. Tây Môn Thanh Hổ mồ hôi lạnh chảy dòng, hắn biết rõ, bản thân chậm thêm nói nửa hơi, một trưởng này đoán chừng liền muốn cho bản thân u đầu sức chán. Tĩnh mịch, toàn bộ đan phong trước đó, một mảnh tĩnh mịch, Hôm nay, cổ phong làm ra, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, hắn vậy mà một ngược đến cùng, đem tất cả tây ngạn đệ tử, bao quát cực hạn thần linh cấp thánh tử, đều cho bình. Đây quả thực không thể dùng hung tàn để hình dung, đây là tàn bạo A. À. Cổ phong nhìn về phía tây môn thanh hổ cái kia không cam lòng khuôn mặt, cười lạnh một câu, làm sao, không cam tâm sao. Ta, tây môn thanh hổ mở miệng, nhưng lại không dám nhiều lời, hắn thực sợ đối phương nổi điên lại là một trưởng vỗ, không cam tâm, liền đúng rồi." Cổ Phong lần nữa cười lạnh, nói tiếp con đường tu hành, không đạo lý có thể nói, mặc kệ lấy bất kỳ phương pháp nào, kẻ thắng làm vua, ngươi cảm thấy ta mượn nhờ Đan Phong đại trận thắng ngươi, thắng mà không vẻ vang gì, nhưng ngươi lại cũng quên, ngươi lớn hơn ta 10 vạn tuổi, tu vi cao ta lục trọng, trên đời này vốn cũng không có cái gì là công bình. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây toàn bộ trầm mặc. Không sai, mặc dù Cổ Phong hôm nay vừa bắt đầu là mượn nhờ người khác lực lượng, về sau là mượn nhờ đan phong lực lượng, nhưng kỳ thực, đây đều là hắn thực lực, mà lấy hắn chưa đạt 10 vạn tuổi, liền cảm mộ linh gia ý cảnh thiên tư, nếu như lại cho hắn 10 vạn năm thời gian, hắn tu vi sợ rằng sẽ đạt tới độ cao khó có thể tưởng tượng được, tuyệt đối viễn siêu Tây môn thanh hổ. Giờ phút này, mọi người không cho rằng Cổ Phong có lỗi. Tây môn thanh hổ trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng giờ phút này không thể không thừa nhận Cổ Phong lời nói, đều là đạo lý, hắn hiểu được bản thân thiên tư không kịp đối phương, mà bây giờ, dù cho đối phương không có chân chính trưởng thành, mình cũng không phải đối thủ. Tây môn thanh hổ trong mắt mang theo suy tư, ngay sau đó lại là không cam lòng nói, ha ha, hôm nay người bất quá dựa vào đan phong, nếu ở tông môn bên ngoài, người không phải là đối thủ của ta. Đan phong, ha ha, lấy giống như người tâm trí, ta không quản ở nơi nào, đều có thể dùng trăm ngàn loại biện pháp đùa chơi chết ngươi, ngươi có tin hay không? Cổ phong nghe xong, cười lạnh một câu. Lần này, nghe nói như thế, mọi người vậy mà không có cảm thấy cổ phong là đang khoác lác, ngược lại kinh lịch hôm nay cái này rất nhiều sự tình, mọi người cảm thấy cổ phong đích xác có thực lực này. Liên tưởng hôm nay, đối mặt mấy ngàn người vây phong, gặp nguy không loạn, từng bước một, đem vô số cường giả, dẫm ở dưới chân, cái này tâm tính, đảm phách, đều người phi thường có thể đụng. Lại giờ phút này cổ phong nói chuyện mang theo thiên nhiên tự tin, hắn dùng, không phải, đánh bại ngươi, mà là đùa chơi chết ngươi có thể thấy được hắn trong lòng nắm chắc tây môn thanh hổ trầm mặc đúng là không có phản bác ngôn ngữ ngươi làm tây ngạn thánh tử ngôi sao sáng được mọi người vây quanh có tông môn chỗ dựa cực ít lâm vào nguy cơ sinh tử căn bản không biết một cái tu giả ở cực kỳ hung hiểm tình huống phía dưới làm sao ứng đối liều mạng thực lực ngươi có thể đánh bại cùng giai thần linh cửu trọng thành tựu cực hạn thần linh nhưng nếu như đối mặt thần vương tu giả đây cổ phong nhìn về phía tây môn thanh hổ ta, Tây Môn Thanh Hổ hơi hơi trầm mặc, thần vương vô địch ở đáy lòng hắn sớm đã thâm căn cố đế, đối mặt thần vương, hắn thậm chí ngay cả mảy may đối kháng dũng khí đều không có, ngay sau đó nhìn về phía cổ phong, ngươi, có thể đối mặt thần vương tu giả truy sát, mà bất tử sao? Ta có thể, cổ phong mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Tây Môn Thanh Hổ, nhưng ngươi, làm không được. Đây cũng không phải là ăn nói bừa bãi, cổ phong đối mặt hai cái thần vương truy sát, đều có thể thoát đi, đây là xác thực trải qua, phần tự tin này loại người bình thường căn bản không thể có nhìn xem cổ phong cái kia tự tin khuôn mặt cùng vô cùng khí phách tây môn thanh hổ lần nữa trầm mặc cuối cùng hắn thở dài nhìn về phía cổ phong ta bại đan phong phía trước lặng ngắt như tờ mọi người thấy tây môn thanh hổ cái kia chán trường khuôn mặt nói không ra lời tây môn thanh hổ hạng gì kiêu ngạo tự tin một người hôm nay vậy mà bản thân cam tâm tình nguyện nói mình bại Chương 3019, cho ngươi lên bài học. Đánh bại một người thân thể, dễ dàng, nhưng đánh bại một người tu hành chi tâm, đánh bại một người tín niệm trong lòng, khó khăn như thế nào? Cổ Phong, làm được, bất quá thật lâu, Tây Môn Thanh Hổ trong mắt lần nữa phát ra tinh mang, hắn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, "Phong Lạc Trần, đa tạ ngươi hôm nay mấy câu nói, ta Tây Môn Thanh Hổ, đích xác thiếu khuyết tôi luyện, từ hôm nay, ta muốn đi giữa sinh tử tôi luyện, cái này thánh tử vị trí, ta cũng không có tư cách làm." từ hôm nay, ngươi là Tây Ngạn Thánh Tử. Tây Ngạn Thánh Tử, đây là bực nào địa vị và quyền lực, Thánh Tử tu hành tài nguyên, đã có thể so với bình thường trưởng lão rồi. Mà giờ khắc này, đám người lại không có quá nhiều kinh ngạc, đích xác, hôm nay đã trải qua tất cả những thứ này, cổ phong gánh chịu nổi Thánh Tử vị trí. Lại, chân chính nhị cấp, một cấp, thậm chí những cái kia tổ địa bên trong, cũng là 10 vạn tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ tu giả, đảm nhiệm Thánh Tử Thánh Nữ, chỉ có tam cấp, từ cấp tông môn, nhân tài không đủ thế hệ tuổi trẻ cũng không đủ mạnh tu giả đứng ra cho nên tuyển thánh tử mới không hề hạn chế tuổi tác thánh tử cổ phong nghe xong lập tức cười một tiếng ngay sau đó mở miệng vị trí này người chính là hảo hảo giữ đi ta không cần cái gì đám người nói không ra lời đối mặt vô số người dòm ngó thánh tử vị trí cái này phong lạc trần vậy mà như thế khinh thường cái này ngươi tây môn thanh hổ kỳ quái hắn vốn cho rằng hôm nay cổ phong đánh tan bản thân nói nhiều lời như vậy chính là vì thánh tử vị trí thánh tử vị trí ta không muốn về phần ngươi nghĩ trở thành một đối mặt thần vương cũng có thể thong dòng ứng đối cường giả chân chính kỳ thực rất đơn giản cổ phong lại là nói lời kinh người còn mời phong sư huynh chỉ điểm tây môn thanh hổ nghe thấy giờ phút này lập tức ôm quyền mở miệng hôm nay hắn thua không oán mà không nói tâm trí hôm nay hắn và cổ phong kém lớn nhất chính là khí phách đi theo ta ta dạy cho ngươi cổ phong đạm ngữ cái này Đám người trong lúc nhất thời có chút choáng váng, người đây quả thực không nên quá phách lối A, à. đã thu mấy cái truyền thừa đệ tử, hôm nay lại còn muốn để thánh tử đi theo bản thân, đây quả thực quá điên cuồng. Mọi người có thể tưởng tượng đến, sau này cổ phong vừa ra khỏi cửa, đằng sau đi theo Tây Môn Thanh Hổ, Lý Thiên Giao, nhiều bộ đình, ôn hiểu mộng, thanh sầu. Trang diện này, quả thực không nên quá phong cách A. À. Không làm thánh tử, lại làm cho thánh tử làm bản thân tùy tùng, cái này thật sự bá đạo A. À ta tây môn thanh hổ do dự hắn mặc dù thừa nhận cổ phong thiên tư vượt qua bản thân lại tâm trí khí phách đều vượt qua bản thân nhưng dù sao bây giờ tu vi bản thân cao hơn nhiều hắn nhưng hắn đi theo cái này không cần lo lắng trả lời ta cũng cho ngươi ba ngày cổ phong nhàn nhạt một câu lời nói rơi xuống cổ phong ánh mắt sốt cục rơi vào chu khai nguyên cùng ma liên sơn trên thân hai người sớm đã ngồi liệt trên mặt đất cơ hồ sợ choáng váng mới vừa tất cả đối hai người bọn họ trùng kích, quả thực quá lớn. Liên thánh tử đều thua, bọn họ còn nào có lá gan cùng cổ phong là địch. Cổ phong nhìn về phía hai người, đảm ngữ các ngươi lúc trước, nói, muốn đánh gãy ta hai tay hai chân, ta phong lạc trần, là một cái giảng đạo lý người. Hai người, trong nháy mắt sắc mặt trắng bạch, phong lạc trần, ngươi, ngươi không muốn khinh người quá đáng, ta nếu như xảy ra chuyện, cha ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Kinh lịch hôm nay tất cả, chu Khai Nguyên đã biết được cổ phong tính tình, bản thân lại cầu xin tha thứ cũng vô dụng, lập tức cắn răng mở miệng. a à, mình tới chỗ gây chuyện thị phi, xảy ra chuyện liền để cha mình ra mặt, ta thực vì phụ thân của ngươi cảm thấy bi ai, xin ngươi oát con vô dụng như vậy. Cổ phong nhìn về phía Chu Khai Nguyên, lắc đầu, Chu Khai Nguyên sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời. Bên này, Ma Liên Sơn lại là trực tiếp mở miệng, phong lạc trần, người có mạnh hơn, bất quá cũng là tông môn đệ tử, hôm nay, người nếu đụng ta nửa cọng tóc, phụ thân ta liền tới tự mình cắt ngang tay của ngươi uy hiếp đám người không nói hiển nhiên bọn họ đều hiểu cổ phong đánh tan tây môn thanh hổ đã là cực hạn hắn làm sao cũng sẽ không phải tông môn thần vương trưởng lão đối thủ thú vị cổ phong cười lạnh trên người khí thế bộc phát một bước phía dưới thân ảnh trước mắt đã tới hắn đi thẳng tới chu khai nguyên cùng ma liên sơn trước mặt hai tay trực tiếp đem hai người này nhấc lên lão đại nhiều bộ đình mấy người cùng lúc mở miệng Bọn họ đang khuyên ngăn cổ phong, bọn họ không nghĩ cổ phong, đắc tội thần vương trưởng lão. Cũng ở giờ phút này, một đạo hùng hậu thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Phong lạc trần, không bằng cho bản trưởng lão một cái tình mọn. Đám người chỉ thấy, một tên dáng người to mập trung niên nam tử, phi thiên mà đến. Hắn sắc mặt bình thường, nhưng đáy mắt lại là lộ ra một vẻ lạnh ý, ánh mắt trực tiếp rơi vào cổ phong trên thân. Người này, chính là Chu Khai Nguyên phụ thân, tu vi thần vương tam trọng Chu Tam Nghĩ, Chu Tam nghĩ biết được chính mình cái này nhi tử, ngày bình thường đến cỡ nào bất tranh khí, cũng biết, thân làm trưởng lão, tham dự giữa đệ tử tranh đấu, là một kiện cỡ nào chuyện mất mặt, cho nên vừa bắt đầu, hắn một mực đều không có ra mặt. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay sự tình sẽ nháo đến nước này, hắn nếu không xuất hiện nữa, con của mình coi như thật bị phế. Phụ thân, cứu ta, Chu Khai Nguyên gặp vậy, kích động nước mắt đều muốn rớt xuống. Hắn biết được, mỗi một lần bản thân xảy ra chuyện, phụ thân đều sẽ tới cứu hắn thấy được hy vọng cổ phong giờ phút này nhìn về phía chu tam nghĩ lại là nhàn nhạt một câu tình mọn ha ha hôm nay nếu ta không thực lực bị đánh gãy hai chân hai tay ai cho ta một cái tình mọn đây chu tam nghĩ nghe xong đáy mắt nội ý hiện lên hắn vốn cho rằng lấy bản thân thực lực xuất hiện đối phương liền sẽ lập tức đưa cho chính mình một bộ mặt không nghĩ tới hắn lại còn cứng rắn như thế cũng ở giờ phút này lại là một thanh âm truyền đến người trẻ tuổi quá mức phong mang tất lộ không phải là chuyện tốt lời nói tầm đó đám người chỉ thấy một tên trên mặt ngày thường mặt dỗ trung niên nam tử phi thiên mà đến tu vi thần vương tứ trọng chính là ma liên sơn phụ thân ma chiến dừng lại cha phế đi hắn ma liên sơn lập tức có ỉ vào hét lớn mở miệng nhìn thấy con trai mình như vậy bất tranh khí dáng vẻ ma chiến dừng lại tức giận đến phổi đều muốn nổ lạnh giọng một tiếng im miệng bên này cổ phong nhìn về phía ma chiến dừng lại cảm giác có chút buồn cười mở miệng ma trưởng lão người nhi tử là cái vô não phế vật bốn phía gây chuyện thị phi người đều không để ý minh bạch người để cho ta đừng phong mang tất lộ Người, ma chiến dừng lại nhất thời nghẹn lời bất quá ngay sau đó lạnh giọng mở miệng phong lạc trần chuyện hôm nay dừng ở đây lão phu cũng sẽ không truy cứu người bây giờ lập tức thả con ta không sai bọn họ tuy có sai lầm nhưng đã được đến giáo huấn việc này như vậy kết thúc a à, thả con ta giờ phút này Chu Tam nghĩ cũng là nhìn về phía cổ phong mở miệng. Hai người hôm nay đến đây, sở dĩ không có bá đạo mở miệng, mà là bình tĩnh ngôn ngữ, chủ yếu là bọn họ minh bạch, lấy bây giờ cổ phong thiên tư, ngạn chủ trở về, tất nhiên đối với hắn cực kỳ trọng thị, thậm chí hắn sẽ thành tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, như thế, bọn họ chỉ muốn bỏ qua việc này, cũng không muốn giáo huấn cổ phong. Ta, nếu như không thì sao, cổ phong như cũng đạm ngữ, tất cả mọi người tại chỗ, đều mộng, đối phương thế nhưng là thần vương A, Thần Vương cùng ngươi nói, đã cho đủ mặt mũi ngươi, lại còn y y không buông tha, đây là muốn chết a. Phong Lạc Trần, ngươi thực sự không biết trời cao đất rộng, hôm nay bản trưởng lão liền nhường ngươi minh bạch, cái gì gọi là tông môn quy củ. Chu Tam nghĩ cũng là triệt để giận, bản thân dù sao cũng là Thần Vương trưởng lão, lại bị một cái thần linh tiểu bối như thế ngôn ngữ. Phong Lạc Trần, hôm nay, chỉ có nhường ngươi chịu đựng một phen đau khổ ra thịt, mới tốt ép một chút ngươi nhuệ khí. Ma chiến dừng lại cũng là mở miệng cũng ở giờ phút này, Tây Môn Thanh Hổ trực tiếp đứng ra, nhìn về phía cổ phong an ủi mở miệng, phong sư huynh, chưa có xúc động, cùng hai vị thần vương trưởng lão tranh chấp, ngươi. Thần vương, ha ha, tiểu hổ, hôm nay, ta liền cho ngươi lên bài học.